chương 1 Tiêu Giao Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Tiêu gia thông tọa lạc tại vàng sườn núi cương vị thượng, cương vị ngoại từ một mảnh rừng cây rậm rạp chặt chẽ bao vây lấy, tựa như một đầu lục sắc sông hộ thành đem màu vàng vàng sườn núi cương vị cùng bên ngoài kia không giới hạn màu đỏ các sỏi thế giới ngăn cách ra. Ngày đó ra mặt trời lặn lúc, màu quýt ánh nắng chiếu rọi tại màu đỏ các sỏi thượng, cùng giác lên hồng quang rừng cây lẫn nhau chiếu rọi hình thành một đạo yêu giả phong cảnh. Mỗi ngày tiêu giao từ tiêu gia phủ giếng cổ trung sách nước chính gặp gỡ vàng sườn núi cương vị ngoại cảnh sắc đẹp nhất lúc, cái này khẩu giếng cổ ở vào nhất cái cực lớn nổi lên chỗ, cũng là tiêu gia địa thế cao nhất địa phương, bên cạnh không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Khi yêu giả mỹ lệ màu đỏ ngày ngày đều khắc ở 10 tuổi tiêu giao trong mắt, lúc này nàng liền sẽ quen thuộc mở miệng hỏi cùng nàng cùng nhau A-ma, A-ma, A ma, tại màu đỏ các sỏi đầu kia có cái gì? A ma sớm đã tóc trắng xóa, nếp nhăn đầy mặt, eo cũng luôn luôn không thẳng lên được, nàng cũng không nhìn về phía tiêu dao, chỉ là dùng già nua tay nhặt lên củi, thuần thục biên buộc chặt vừa nói. A nữ, nhanh lên đem nước cho đánh hảo cùng ta đưa đến phòng bếp, vạn nhất đưa trễ, lại muốn bị quản sự trách phạt. A ma. Tiêu dao đã sớm đem thùng nước cho nâng lên ở trong tay, hai con sáng lóng lánh ánh mắt bình tĩnh nhìn qua nàng, kia đầy mang kỳ vọng khuôn mặt nhỏ lộ ra mãnh liệt tò mò. A à ma nhấc lên trói cốt củi, trên lưng nàng kia sớm đã cong đến không thể lại cong eo, thở dài nói. A à nữ, ngươi cách mỗi đoạn thời gian đều muốn hỏi một lần, A à ma tại cái này tiêu gia thôn sinh hoạt cả một đời chưa hề ra ngoài qua, nơi nào sẽ biết nhiều như vậy. Nghe người thế hệ trước nói các sỏi đầu kia còn không phải cũng là các sỏi, cái gì cũng không có, chúng ta đi thôi. Nghe được vẫn như cũ là cái này không thú vị trả lời, tiêu dao khuôn mặt nhỏ ảm đạm xuống, nàng không thôi nhìn xem tựa như gần lại trước mắt, kỳ thật lại xa xôi cực kỳ màu đỏ sa mạc. nhấc lên thùng nước tiểu toái bộ chạy đến A-ma bên người cùng nàng song song đi tới, A-ma, đến ta tới giúp ngươi cổng. Nói, nàng lấy ra A-ma phía sau củi cổng đến trên người mình, trên mặt toát ra nhàn nhạt hướng tới, thế nhưng là mẹ nói qua, các sỏi bên kia có cái rất mỹ lệ địa phương gọi cực lạc, nhưng ta lớn lên có cơ hội nhất định phải đi nhìn xem. Nói bậy. Không đợi tiêu giao nói xong, A Ma liền không kiên nhẫn đánh gãy nàng, đừng nghe mẹ ngươi những cái kia mê sản, nàng cũng là cả một đời ở chỗ này tiêu gia thôn bên trong chưa hề từng đi ra ngoài, làm sao lại biết các sỏi bên kia có cái gì. A Ma không cao hứng nhìn tiêu giao vừa tiếp tục nói. Đều tại ngươi nương kia dạy học cha, nhưng nàng thức chữ gì, đọc cái gì sách, kết quả một ngày liền biết đọc sách, cuối cùng còn bị nam nhân cho vứt bỏ. Ngươi nói một cái nữ nhân gia một mình mang theo hài tử nuôi sống gia đình, cuối cùng lưu lại mầm bệnh, thời điểm chết kém chút liền quan tài cũng mua không nổi, xem nhiều sách như vậy có thế có làm được cái gì. Muốn ta nói nữ nhân gia liền nên ở nhà hảo hảo giúp chồng dạy con mới là chuyện đứng đắn, cũng là bởi vì nàng đọc sách nhiều nam nhân mới không muốn nàng, nàng còn muốn dạy ngươi những thứ loạn thất bất tao này, chẳng lẽ ngươi cũng nghĩ đi đến cùng nàng đồng dạng đường A, ta nói A nữ về sau thiếu lại nghĩ lung tung những vật này, siêng năng làm việc, về sau A ma cho ngươi tìm hộ hảo nhân gia, thanh thản ổn định tại tiêu gia thôn quá cả đời. Thấy A ma đối với mình mẹ đã quá cố khởi sướng bực tức đến, tiêu giao vội vàng trấn an. A ma, A ma, ngươi đừng nóng giận, chúng ta không nói nương sự tình, kỳ thật đọc sách cùng không có cái gì không tốt, a ma ngươi xem tam tiểu thư không phải là cũng học chữ sao tam tiểu thư a ma trừng mắt liếc nhìn tiêu dao tiểu thư đương nhiên có thể biết chữ kia là tiểu thư nhưng a nữ ngươi có biết hay không không phải là mỗi người đều có làm tiểu thư mệnh hiện tại còn không mau mau đi thời gian cũng nhanh không kịp lần này tiêu dao ngoan ngoãn ngậm miệng lại cổng hảo trên thân củi nhấc lên thùng nước chậm rãi đi về phía trước mặc cho mới lên mặt trời trên mặt đất miêu tả ra nàng một đạo cái bóng thật dài, là yếu đuối như vậy lại như vậy lạc lỏng. Tiêu giao cũng họ tiêu, phải nói tiêu gia thôn bên trong người đều họ tiêu, nhưng là chỉ có cái này tiêu gia trang chủ nhân tiêu kiếm, tiêu lão gia mới là toàn bộ là người sở hữu phúc cùng với một phương đại tài chủ, cũng chỉ có hắn trực hệ con cái mới xứng được trong thôn người gọi là thiếu gia, tiểu thư. Mà tiêu giao nương bất quá là trong thôn một vị tiên sinh dạy học nữ nhi, cùng tiêu lão gia có chỉ là bắn đại bác cũng không tới họ hàng xa quan hệ. Từ khi mẫu thân tại nàng 8 tuổi năm đó sau khi qua đời, tiêu giao liền đi theo sát vách A-ma cùng nhau sống qua ngày, A-ma tại tiêu gia trong phủ là tên tạp dịch, cho nên liền cũng đề cử tiêu giao tại tiêu gia là một tên tiểu làm việc vặt. Liên quan tới tiêu giao nương, Mặc dù A-ma luôn luôn rất coi thường nói với tiêu giao nàng mẹ như thế nào như thế nào không tốt, nhưng tiêu giao biết A-ma cùng có cái gì ác ý, đồng thời chính mình cũng rất cảm kích a à ma có thế tại mẹ sau khi chết thu lưu chính mình trong lòng nàng mẹ mãi mãi cũng là cực kỳ hảo cực kỳ có học vấn người nương luôn luôn có thế có thật nhiều có ý tứ cố sự nói cho nàng nghe dạy nàng biết chữ cùng mang rất nói nhiều thuật kỳ nhân dị sự sách cho nàng xem bởi vì xem những này sách thấm vào tai tiêu giao từ nhỏ đối với bên ngoài sự tình phi thường hướng tới nàng rất muốn đi xác nhận một chút là có hay không có những này kỳ nhân chuyện lạ còn nghĩ nhìn xem bên ngoài kỳ quái đại thiên thế giới. Thế nhưng là nàng thực sự quá nhỏ, không có năng lực một mình đi đi ra bên ngoài, càng quan trọng chính là nàng đã ký văn tự bán mình cho tiêu gia, nếu không có chuyện ngoài ý muốn nàng liền sẽ giống A Ma đồng dạng, cả một đời sinh lão bệnh tử đều tại cái này tiêu gia thôn trung. Có khi chỉ là ngẫm lại, về sau sẽ duy trì loại này buồn tẻ mà không có chập trùng sinh hoạt, tiêu giao kia nho nhỏ tâm can đều sẽ một trận thích chặt nhịn không được sợ lên chỉ cần nàng lớn lên, chỉ cần nàng có thế nhanh lớn lên, đến lúc đó nàng liền có thể vì chính mình chuột thân, về sau nhất định phải đi ra cái này làng, đi xem một chút thế giới bên ngoài. Kiên định trong nội tâm cái này nho nhỏ nguyện vọng cùng với với bên ngoài thế giới mong chờ lập tức nhường tiêu giao cảm thấy vác tại trên lưng mình củi cũng không có như vậy trọng. Đi tới phòng bếp, tiêu giao đem nước đổ đến trong vạc, thuần thục nhóm củi lửa, sau đó ngoan ngoãn đứng ở một bên cho A-ma trợ thủ, lúc này nghe được bên ngoài có người kêu to. Tiêu giao, tam tiểu thư mau dậy đi, nhanh lên đi thu thập hậu hoa viên. A ma đối tiêu giao nhẹ gật đầu, nàng trước giúp A ma mang củi để vào bếp lò trung lúc này mới đi ra ngoài. Tiêu gia tam tiểu thư tiêu vũ hà có cái quen thuộc, chính là chỉ cần không mưa vô luận đọc sách vẫn là chơi đùa đều thích ở tại tiêu gia trong hậu hoa viên. Tiêu gia lại đặc biệt sủng ái cái này A nữ, cho nên đối hậu hoa viên cái địa phương này điều động mấy người quản lý, mà tiêu giao chủ yếu là phụ vườn hoa quét dọn. Đi tới hậu hoa viên, tiêu giao cầm qua cái chỗ sau liền cần cù chăm chỉ quét dọn, đương nhiên cái này quét dọn công việc không chỉ một mình nàng tới làm, còn có mặt khác hai mười lăm mười sáu tuổi nha hoàng cũng cùng nhau phụ trách quét dọn. Đáp lấy quản sự rời đi khe hở thời gian, hai tiểu nha hoàng liền thăm dò qua thân đến cùng tiêu giao đáp lời, tiêu giao ngươi nghe nói chưa, trong thôn muốn có tiên sư đến thu tam tiểu thư làm đồ đệ đi, về sau chúng ta tam tiểu thư chính là tiên nhân đệ tử. Tiên sư Tiêu giao con mắt lóe sáng, nàng từ mẫu thân lưu lại sách cùng người trong thôn nói chuyện phím trung biết tại cái này thái cổ đại lục ở bên trên xác thực có rất nhiều tiên sư, nghe đồn bọn hắn có thế đạp gió rẽ sóng, khai sơn tích địa, đằng vân giá vũ tự do tự tại không gì không làm được. Thế nhưng tiêu giao chưa từng thấy qua, đến nay nghe tới tin tức này, cũng không nhịn được hưng phấn lên, nếu có thể thấy tận mắt gặp một lần tiên nhân chân chính, mắt thấy trong truyền thuyết sự tình, vậy nên là tuyệt vời bao nhiêu a? À? Là thật sao? Vậy chúng ta có thể nhìn thấy tiên nhân sao? Tiêu Giao hưng phấn hỏi. Hai tiểu nha hoàng mặc dù cũng vô cùng kỳ vọng lấy có thể thấy tiên nhân phong thái, nhưng hiện thực cũng rất là bất đắc dĩ. Chúng ta những này hạ nhân làm sao có thể khoảng cách gần nhìn thấy tiên sư đâu? Những này nhân đều là chúng ta ngưỡng vọng mà không thể gặp vận khí thật tốt hẳn là có thể tại xa xa nhìn lên một cái đi, không phải là nói các tiên nhân đều là ngự kiếm phi hành sao, chỉ cần chúng ta dậy sớm nhìn lên trên trời hẳn là có thể thấy được sao. Ai, tam tiểu thư thật sự là tốt số A, nghe nói tiểu thư thế nhưng là tư chất khó gặp tu tiên hạt giống, bị tiên sư dự định tốt, không biết chúng ta được hay không loại này mệnh bị tiên sư nhìn trúng, coi như không làm đệ tử, làm cái hầu hạ tiên sư tỳ nữ cũng là chủng vô thượng quang vinh A. Tiêu giao nghe được hai người nói, không khỏi nhíu mày, mẫu thân nói qua phàm là làm nô bột tỳ nữ coi như cùng cho dù tốt chủ tử cũng còn không phải mệnh bị nắm giữ trên tay người khác, làm sao có thể thật sự có ngày sống dễ chịu. Nương nói qua chỉ có chính mình làm chủ chính mình mới thật sự là cuộc sống tốt đẹp, nàng mặc dù không có bất luận cái gì làm tiên sư tỳ nữ ý nghĩ, nhưng lại đối với mấy cái này tại bọn hắn phàm nhân trong mắt thần thông quảng đại các tiên nhân có lòng hiếu kỳ mãnh liệt, nàng nghĩ nghiệm chứng trong sách viết có phải hay không đều là thật. Từ buổi sáng một mực bận rộn đến ban đêm, tiêu giao nghe tới tiêu gia tất cả mọi người đang thảo luận ngày mai tiên sư muốn tới sự tình, cũng đều tại vì những này làm chuẩn bị. Ban đêm trở lại chính mình phòng nhỏ về sau, tiêu giao tắm rửa một cái về sau, mỏi mệt lại mang theo hưng phấn nằm vật xuống a ma bên cạnh, thầm nghĩ lấy ngày mai nhất định phải sáng sớm nhìn xem tiên nhân đều là bộ dáng gì đột nhiên nàng lại nghĩ tới cái tuổi đó cùng nàng tương tự tiêu gia tam tiểu thư tiêu vũ hà, trong lòng có chút ao ước, thậm chí nảy sinh một tia vọng tưởng. Nếu như, nếu như mình cũng có thể bị tiên sư thu làm đệ tử vậy nên tốt bao nhiêu a? À? Chương 2 Tiên nhân Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Ngày kế tiếp, trời còn chưa sáng, A Ma còn nằm ở trên giường, tiêu dao liền đã bò dậy. Một phen đơn giản rửa mặt qua đi, nàng đi tới mỗi ngày sách nước giếng cổ bên cạnh, nâng quai hàm, ngửa đầu không nháy mắt một cái nhìn xem vẫn là đêm đen như mực bầu trời. Nàng không muốn bỏ qua xem tiên nhân cơ hội, phải biết nếu như chờ tiên sư nhóm tiến trong tiêu gia viện, nàng là tuyệt đối không có khả năng đi vào thấy tiên sư tiên tư. Trong sách viết qua, tiên sư nhóm đồng dạng nhiều sẽ sáng sớm thổ nạp linh khí, đã tọa chu thiên cho nên tiên sư nhóm hẳn là sẽ tại sớm tới tìm đến, Đến nay nàng chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện trên sách viết đây đều là thật, dạng này nàng mới có cơ hội nhìn thấy những cái kia tiên sư nhóm. Một mực chờ đến mặt trời mọc, tiêu giao cũng chưa thấy đến nửa cái tiên sư bóng dáng, có thể công việc thời gian lại đến, nàng buộc lòng phải trước làm việc đến, theo thường lệ đưa hảo nước cùng củi, chỉ là chính mình có chút tâm không tại yên giúp đỡ a ma trợ thủ, trong nội tâm nhớ những cái kia tiên sư nhóm khi nào sẽ tới ở bên a ma sớm đã nhìn ra tiêu dao tâm tư bất đắc dĩ lắc đầu cái này a nữ cái gì cũng tốt chính là loạn thất bát tao đọc sách quá nhiều lòng hiếu kỳ quá mức tràn đầy thôi thôi liền nhường nàng đi nhìn một chút cũng hảo dạng này liền sẽ hiểu rõ đến vô luận là những cái kia tiểu thư vẫn là tiên sư đều không phải là cùng bọn hắn những này hạ nhân tại một cái thế giới sớm đi hiểu rõ đến thế giới này tàn khốc a nữ hẳn là liền sẽ hết hy vọng nghĩ như vậy a ma liền nói với tiêu dao A à nữ, ngươi đi xem đi, nơi này A à ma một người cũng có thể làm. Tiêu giao đã sớm muốn chạy ra ngoài nhìn nhìn lại, nhưng vẫn là có chút do dự, dù sao A à ma đã có tuổi có chút nặng việc chân tay không thế nào có thể làm A à ma. Ta đừng mài cọ, cho ngươi đi liền đi, đi nhanh về nhanh, nhìn qua biết những người kia cùng chúng ta không phải là người của một thế giới, chết tâm sớm một chút tốt hơn. Nhìn ra nàng do dự, A ma không kiên nhẫn phất phất tay ra hiệu nàng mau mau ly khai. Nghe được A ma nói như vậy, Tiêu Dao cũng không còn phiền não, vui vẻ đối với A ma nói: "Cảm ơn A ma, ta đây đi trước, rất nhanh ta liền sẽ trở về giúp A ma làm việc, nặng đồ vật A ma trước đừng nhúc nhích, chờ ta trở lại." Vừa nói xong dư âm vẫn còn, người lại sớm đã không thấy tâm hơi, A ma nhìn xem đại môn trống rỗng, nhẹ nhàng thở dài một cái. "A nữ" Tiêu Giao lại đi tới giếng cổ bên cạnh, tiếp tục dơ lên cái đầu nhỏ nhìn xem bầu trời xanh thẳm, nàng luôn có loại dự cảm tiên sư nhóm cũng nhanh muốn xuất hiện. Lần này nàng cùng không có thất vọng, qua ước chừng nửa canh giờ, từ xa nhìn lại thiên một bên tựa hồ có mấy cái điểm sáng tại không trung lập lòe tỏa sáng, theo điểm sáng tiếp cận, Tiêu Giao có thế rõ ràng trông thấy không trung những cái kia điểm sáng dần dần biến thành từng đạo hồng quang, mỗi đạo quan mang trên đều đứng nhất cái hoặc hai cái giống trong sách họa buộc quan trường bào tiên nhân. Tiêu giao ánh mắt đều si mê, những này tiên sư là bực nào tiêu sái cùng phiêu giật, càng sâu trong sách viết. Có thế tại xanh thẳm không trung vô sở câu thúc bay lượng, không có bất kỳ cái gì hạn chế, tiêu giao tự tại, nhưng nàng liên tưởng đến mẹ nói tới như chim chóc đồng dạng tự do không phải liền là dạng này a. À. Bởi vì tiên sư nhóm không ngừng bay gần, dưới ánh mặt trời kia màu đỏ cắt sỏi phản xạ ra vô hạn hồng quang nổi bật những ngày này không trung tiên sư nhóm đột nhiên tiêu dao một trận run rẩy trong đầu hiện ra nhất cái nhường nàng vô cùng kích động ý nghĩ nếu là mình cũng có thế như vậy bay lượn kia bay qua mảnh này màu đỏ cắt sỏi không phải liền là chuyện dễ như trở bàn tay a hơn nữa còn có thể bay cách đây bế tắc tiêu gia thôn cũng không tiếp tục làm nô dịch trong thiên địa tự do bay lượn không nhận trói buộc đi xem cái này kỳ diệu đại thiên thế giới. Tiêu Giao chưa từng có như thế khát vọng một sự kiện, mà giờ khắc này tại trong đầu của nàng có nhất cái quyết đoán, nhất cái cải biến nàng cả đời quyết đoán. Nàng muốn tu tiên. Mấy đạo hồng quan tại không trung lóe lên, tiếp lấy toàn bộ rơi xuống Tiêu Gia chính viện trung thượng mới, trên cao nhìn xuống nhìn xem sớm đã ở trong viện cung kính chờ đợi Tiêu Lão gia cùng mấy vị Tiêu Gia phu nhân thiếu gia các tiểu thư, nhìn thấy giữa không trung dừng lại mấy người, Tiêu Lão gia vội vàng đi qua cung kính hành lễ nói tiêu kiếm tại đây cung nên chư vị tiên sư quan lâm hàng xá. Nhìn thấy tiêu kiếm hành lễ, cầm đầu một vị người mặc màu nâu đạo bào, râu tóc hơi bạc, nhưng sắc mặt hồng nhuận lão giả tinh thần quắc thước nhẹ gật đầu, nhàn nhạt lên tiếng nói. Ân, ngươi thế nhưng là thế nhưng là tiêu gia đương gia quản sự. Tiêu Vũ Hà ở đâu? Lão giả thần sắc cử chỉ cao ngạo, nói câu nói này từ đầu tới đuôi đều là cao cao tại thượng, cho thấy đối phía dưới những phàm nhân này khinh thị nhưng tiêu kiếm nhưng lại không cảm giác đến những này tiên sư vô lý, trái lại kinh sợ nội tâm vui thích không ngừng cuối người gật đầu kéo qua bên cạnh một vị tuổi chừng 11-12 tuổi nữ hài đưa đến trước mặt lão giả cung kính trả lời. Tiểu nhân đúng là nơi này quản sự, thượng tiên, đây chính là tiểu nữ Vũ Hà. Lão giả vuốt vuốt râu ria chính là tay áo vung lên, nàng này dung mạo tú lệ, hai mắt rất có linh khí, không sai, nhường ta xem một chút. Lời còn chưa dứt, Tiêu Vũ Hà liền bị một đạo mây trắng nâng lên đi tới trước mặt lão giả. Khi Tiêu Vũ Hà dù sao chỉ là 11 tuổi tiểu nữ hài, đột nhiên bị người nâng đến giữa không trung, tất nhiên là vạn phần hoảng sợ, thần sắc khẩn trương đỏ cả vành mắt. Mà phía dưới Tiêu lão gia cùng người liên can càng là cực kỳ sùng kính mở to mắt, bọn hắn nhưng chưa hề gặp qua tiên nhân thi pháp, hôm nay là lần đầu tiên, thần sắc kinh ngạc trong cảm thán còn mang theo cực kỳ kính sợ lão giả nhìn thấy nữ hài rất là khẩn trương, mỉm cười giải thích nói. Không cần kinh hoảng, ta chỉ là nhìn xem ngươi tu tiên linh căng thôi. Chỉ thấy tiêu vũ hà trên thân đột nhiên lóe sáng lên một đạo bạch quang, tiếp lấy liền bị bạch quang bao khỏa ở bên trong, sau đó thời gian một cái nháy mắt, bạch quang liền biến mất không thấy. Chờ bạch quang biến mất về sau, lão giả lộ ra mười phần thần sắc mừng rỡ cười ha ha. Tốt. Tốt quả nhiên không có ủng phí đến a à, nàng này đúng là đơn thủy linh căn chi tư mặc dù căn chất tạp chất khá nhiều so ra kém lữ sư đệ ái đồ căn chất tinh khiết nhưng loại kia nghịch thiên chi tư trăm vạn người trung cũng chưa chắc có một chỉ là người có linh căn đều là trăm vạn trúng được một lão phu cũng không cưỡng cầu đã đủ lữ sư đệ nói lão giả đem mặt chuyển hướng bên cạnh một vị dung nhan tuấn mỹ tóc đen bóng để râu dài nam tử trung niên ngươi cùng lý sư đệ đều đã có một tên đơn linh căn đồ đệ, mà lữ sư đệ ái đồ càng là khó được nghịch thiên chi tư biến dị phong linh căn. Đến nay này nữ hoa từ ta thu làm đồ đệ, hai vị không có ý kiến chứ. Tên kia nam tử trung niên cùng lão giả một bên khác một thân tài mượt mà tu sĩ đều cười nói. Tự nhiên, nàng này quy sư huynh môn hạ là được. Lão giả lúc này mới chân chính hài lòng gật đầu, cười đem tiêu vũ hà phóng tới phi kiếm của mình thường, nhìn cũng không nhìn Tiêu Kiếm nói thẳng, nàng này ta thu làm đồ đệ, đến nay người đã thu được, chúng ta cũng nên lại mặt trung an trí những đệ tử này. Tiêu Kiếm vốn còn nghĩ an bài tiên sư nhóm trong nhà ngồi một chút, nhưng trong phủ đệ cũng nhiễm chút tiên khí, không nghĩ tới những này tiên sư vừa đến mang lên nữ nhi của mình liền đi, liền nhường cùng nữ nhi cáo biệt cùng lời nhắn nhủ lời nói cũng không kịp nói, sắc mặt thượng không khỏi có chút khó xử, nhưng hắn nhưng cũng không dám ở trước mặt nói ra dù sao những này đều là hàng thật giá thật tiên nhân, nhưng nói tiên nhân hỉ nộ vô thường, vạn treo đến tiên sư nhất cái không cao hứng. Thổi khẩu khí đều có thể lấy mạng của hắn, đến lúc đó liền liên diệt rơi tiêu gia đều giống như dễ dàng diệt đi một con kiến, mà lại tuyệt đối sẽ không có người đến quản. Tiêu kiếm đang do dự muốn làm sao mở miệng lúc, ngược lại là tên kia họ lữ nam tử trung niên nói chuyện, sư huynh đừng vội đi. Vừa rồi ta ở trên trời nhìn thấy thôn này trung còn có không ít tiểu hài, như là đã đến cũng không sợ chậm trễ điểm này thời gian, nhìn nhìn lại trong thôn được hay không khác có linh căn hài tử, bất vạn nhất bỏ lỡ một chút hảo tư chất hạt giống. Lão giả vốn muốn trời đi thân hình ngừng lại, tiếp lấy liền cười ha ha. Ha ha, nhìn ta, thu được cái hảo tư chất đồ đệ liền hí hững nghĩ vội vàng trở về trong môn, vẫn là sư đệ nghĩ chu đáo, chúng ta liền lại nhìn một hồi đi. Tiếp lấy hắn lại đối tiêu kiếm nói đem trong thôn 15 tuổi trở xuống hài tử đều gọi tới để chúng ta xem một chút đi, nếu có thể lại tìm ra có linh căn tiểu hài, coi như căn chất không tốt người, cũng có thể đi theo chúng ta trở lại trong môn làm chút tạp dịch hoặc ngoại môn đệ tử. Cẩn tuân thượng tiên phân phó. Tiêu kiếm nghe xong vội vàng gật đầu chào hỏi thủ hạ đi làm, nếu là lại nhiều ra mấy cái có thế cùng tiên sư hài tử đây chính là tiêu gia thôn vinh quang A, hắn có thể nào không tích cực. Tiêu gia hậu viện trong phòng bếp, tiêu dao có chút mất hồn mất phía ở tại phòng bếp giúp đỡ a ma làm việc nàng còn chưa từ vừa rồi nhìn thấy tiên sư trong rung động lấy lại tinh thần nguyên bản nàng còn cảm thấy làm tiên sư nô tỳ đồng dạng cũng là cái hạ nhân không nguyện ý đến nay ý nghĩ lại là long trời lỡ đất cảm thấy coi như không làm được tiên sư đệ tử có thể làm cái nô bột cũng là tốt chí ít có thế tiếp cận tiên sư nhóm nói không chừng lúc nào cũng có thể học được tiên pháp nhưng chính mình muốn làm sao mới có thể nhìn thấy tiên sư đâu Tiêu giao chính phiền não lúc, liền nghe tới cửa phòng bếp ngoài có người kích động hô to. Trần Gia A à Ma nhanh lên mang người gia tiêu giao đến đại viện đi. Có tiên sư muốn thu đồ đệ. Nhưng trong thôn 15 tuổi trở xuống hoa đều qua. Chương 3 Linh Căng Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Người kia như thế nhất hô chốc lát cũng không ngừng liền chạy đến địa phương khác tiếp tục đưa tin tin tức lưu đến a ma không hiểu ra sao tại trong phòng bếp hỏi tiểu tử cũng không đem lời nói rõ ràng ra cái gì tiên sư thu đồ đệ rồi dù sao a ma ngươi mang theo tiêu dao đến đại viện đến liền thành không nghĩ người kia lỗ tai ngược lại là linh mẫn đã chạy ra mấy trượng sau còn có thể nghe tới a ma lại quay đầu cứ như vậy hai câu nói công phu tiêu dao đã sớm giúp nàng đem bếp lò thượng nồi cho cài tốt diệt lửa Mặt mũi tràn đầy kích động nhìn qua nàng thúc giục nói: "A à ma chúng ta mau đi đi, bằng không thì nhường tiên sư chờ lâu cũng không được." Giờ phút này Tiêu Dao cảm thấy mình vận khí đến, mới vừa rồi còn nghĩ đến muốn thế nào mới có thể nhìn thấy tiên sư nhường tiên sư thu lưu chính mình, đến nay hy vọng đang ở trước mắt, tiên sư muốn tìm đệ tử, đây chính là ngàn năm một thuở chuyện may mắn, coi như cuối cùng không có được tuyển chọn làm đệ tử không biết có thể hay không cầu tiên sư nhường nàng đi theo bên cạnh làm cái nô bột. Tiêu giao siết chặt chính mình nho nhỏ nắm đấm, nghĩ thầm vô luận như thế nào chính mình cũng muốn hết sức thử một lần, bằng không thì cơ duyên như vậy lại là mất rồi sẽ không trở lại. Chờ tiêu giao viện cao tuổi A Ma đến đại viện, viện bên trong đã sớm đứng đầy người, phần lớn là phụ mẫu dẫn con của mình tới, những hài tử kia lớn bất quá chừng 15 tuổi, nhỏ nhất còn gào khóc đòi ăn có gia phó nhìn thấy tiêu dao cùng a ma tiến đến liền tiến lên chỉ vào bên kia đứng đầy người xếp hàng địa phương nói đi qua bên kia xếp hàng chờ lấy đi a ma dẫn tiêu dao đứng ở trong đội ngũ tiêu dao bốn phía xem biết cái này mới phát hiện tại đội ngũ phía trước nhất giữa không trung ngũ quan thập sắc hào quang thượng đứng đúng là mình vừa mới tại giếng cổ kia nhìn thấy tiên sư nhóm chỉ gặp bọn họ từng cái đứng như kình tùng áo quyết bồng bềnh thần sắc kiêu căng cơ hồ sở hữu các thôn dân đều vô cùng sùng kính ngẩng đầu nhìn, biểu lộ kích động, hận không thể nhà mình hài tử lập tức liền bị những này tiên sư mang đi từ đây đi đến một đầu. Thành tiên đại đạo, làm rạng rỡ tổ tông. Mà tiêu giao đồng dạng cũng là đầy cõi lòng chờ mong cùng ao ước, lúc trước cách quá xa, nàng không thể thấy rõ ràng, đến nay khoảng cách gần như thế, nàng phát hiện tại những này tiên sư bên trong lại có một cái niên cấp chừng 11, 12 tuổi thiếu niên. Đương nhiên những này tiên sư bên trong xác thực cũng cùng có cái khác niên kỹ hơn 10 tuổi hài tử, bao quát tiêu gia tam tiểu thư tiêu vũ hà, nhưng những hài tử kia đều là phân tán cùng những cái kia trưởng thành tiên giả thừa tại cùng một tiên khí thượng, nhìn ra đều là vừa tuyển nhận đệ tử, duy chỉ có thiếu niên kia là chính mình giá ngự lấy một thanh phi kiếm, 10 phần dễ thấy. Thiếu niên búi tóc cao cao ghim lên, toàn thân áo trắng như tuyết, chắp tay đứng ở trên thân kiếm, mặc dù bất quá 11, 12 tuổi, nhưng cũng nhìn ra dung mạo tuấn tú phi phàm, khí chất tuấn tú, dáng người thon dài, coi như hắn không có ngự kiếm mà đứng, bộ dáng như vậy cũng đồng dạng có thể hấp dẫn mọi người trở thành toàn trường tiêu điểm. Tiêu giao chưa bao giờ thấy qua giống thiếu niên tốt như vậy xem người, cho dù là trên sách họa Mỹ Nam tử cũng đều không có hắn đẹp mắt, huống chi hắn còn một mình ngự kiếm hành không. Nàng không khỏi con mắt chăm chú nhìn chầm chầm thiếu niên trong nội tâm nói không nên lời ao ước đột nhiên thiếu niên tự hồ cảm thấy có người đang nhìn hắn, thanh lãnh ánh mắt ném đến tiêu dao cái phương hướng này, rơi xuống trên mặt nàng. Bất quá là như thế nhàn nhạt quét qua, tiêu dao liền cảm giác có chút không dám cùng thiếu niên kia đối mặt, nhìn lại mình một chút trên thân dơ giấy bẩn thiểu đơn sơ quần áo, xấu hổ cúi đầu còn không dám xem. Đợi nàng lại lúc ngẩng đầu, thiếu niên lại sớm đã thu hồi ánh mắt, mà cách hắn không xa tiêu vũ hà đang cùng hắn nói cái gì, sắc mặt đỏ bừng, thiếu niên là vẫn như cũ biểu lộ nhạt nhẽo thỉnh thoảng gật gật đầu, hoặc là trả lời thượng một đôi lời. Tiêu giao chợt cảm thấy có chút thất lạc, thế nhưng chỉ là trong nháy mắt, tiếp lấy nàng liền tập trung sở hữu lực chú ý đặt ở phía trước nhất dẫn đầu ba vị tiên sư trên thân. Chỉ thấy vừa rồi thu tiêu vũ hà tên lão giả kia một bên nhìn phía dưới bạch quan bao phủ hài đồng, một bên lắc đầu. Không có linh căng, ngươi trở về đi. Hài đồng mẫu thân nghe xong, trên mặt thất vọng vô cùng dẫn con của mình xuống dưới. Trong đám người biểu lộ không đồng nhất, có người thở dài, có người may mắn, có người tự giác thấp thỏm lo âu, càng may mắn hơn tai vui vẻ họa người. Đây đã là hơn mấy chục cái, trên cơ bản đều là vô linh căn người, đừng nói giống tiêu vũ hà dạng này đơn linh căng, liền liền tam linh căng, hai linh căng đều chưa từng xuất hiện. Hả? Đứa bé này là tam linh căn người, vì kim thủy một ba pha, tạp chất rất nhiều, sư huynh ngươi xem coi thế nào. Tên kia dáng người mượt mà họ lý tiên sư đột nhiên chỉ vào một tên hài đồng hỏi lão giả. Lão giả nhìn một chút đứa bé kia, còn có này phụ thân trong đời ánh mắt, yếu ớt nói. Nói thế nào cũng là người có linh căn, mặc dù không thể vào nội môn làm đệ tử, nhưng thu hồi đi làm cái ngoại môn đệ tử, trong coi linh thú cũng không tệ, đợi một thời gian như đến cơ duyên chưa hẳn không thể vào bên trong môn tu được tiên pháp, không biết ngươi có bằng lòng hay không. Đứa bé kia phụ thân nghe xong, bận biểu kích động kéo hài tử hướng lão giả quỳ xuống không ngừng dập đầu. Đa tạ tiên sư, nhà ta hài nhi tự nhiên là mười phần nguyện ý. Lão giả hài lòng nhẹ gật đầu. Ngươi trước mang hài tử đứng ở một bên đi, chờ kết thúc về sau, tự có an bài. Nam tử mang theo hài tử nhà mình tại mọi người ao ước cùng trong ánh mắt ghen tị đứng qua một bên. Tiêu giao đem đây hết thảy đều thấy rõ trong nội tâm tính nói, xem ra cái này có thể không thể trở thành tiên sư đệ tử hoặc là nô bộc muốn nhìn được hay không linh căn, tự hồ muốn linh căn tư chất thật tốt mới có thể làm thành đệ tử chính thức, mà cái gì tam linh căn lại chỉ có thể làm ngoại môn đệ tử, cái này linh căng rốt cuộc là thứ gì? nàng là không hiểu ra sao, trong nội tâm rất là thấp thỏm, không biết chính mình phải chăng có được gọi là linh căng đồ vật? đang nghĩ ngợi. Phía trước bên trái vị kia trung niên Mỹ tiên sư đột nhiên lên tiếng nói. Tiểu cô nương, ngươi qua đây. Thanh âm làm cho người ghé mắt, tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía vị này tiên sư xem địa phương, tiêu giao cũng lấy lại tinh thần, phát hiện người này tiên sư xem phương hướng tự hồ là chính mình. Nàng có chút không xác thực tin chỉ chỉ chính mình. Ta. Nhưng thấy Mỹ tiên sư hướng nàng mỉm cười nhẹ gật đầu, tiêu dao trong lòng căng thẳng có chút bất an lại có chút mong đợi đi đến tên kia tiên sư trước mặt ngửa đầu nhìn xin hỏi thượng tiên có gì phân phó mỹ tiên sư ôn hòa cười nói tiểu cô nương ngươi tên là gì nhưng nguyện làm ta thanh phong đạo nhân lữ bất quần đồ đệ không đợi tiêu dao trả lời ngược lại là một bên lão giả kinh ngạc nói di sư đệ làm sao nhanh như vậy liền lại tuyển định một tên đồ đệ sẽ không là đột nhiên tâm huyết dân trào nên biết ta tiên vũ môn thu đồ đệ đệ cũng không thể trò đùa, nhưng sư huynh ta xem trước một chút. Mỹ tiên sư cười mà không nói, vuốt vuốt trên cầm râu đẹp lui qua một bên, nhìn xem nhà mình sư huynh dùng một đạo bạch quan bao trùng tiêu dao. Bạch quan chiếu rọi, lão giả đầu tiên là lơ đễn, tiếp lấy đột nhiên nhíu mày lại, sau đó biểu lộ trở nên ngưng trọng, cuối cùng đúng là giật mình trừng lớn mắt, sắc mặt cuồng hỉ không khỏi có chút kinh ngạc. Đúng là như thế tinh khiết đơn linh căng hơn nữa còn là biến dị lôi thuộc tính. sư đệ ngươi, mừng như điên biểu lộ xuất hiện tại lão giả trên mặt chỉ bất quá một cái chớp mắt, liền biến thành ảo não lại buồn bực thần sắc. phải biết linh căng chia làm tam linh căn, hai linh căng, cùng đơn linh căng, chỉ có người có linh căn mới có thể tụ khí tu đạo, mà linh căn độ tinh khiết mà quyết định linh căn tốc độ tu luyện. tam linh căn là nhất tạp, dù có thế tu đạo, nhưng hơn phân nửa thành tựu không cao, hai linh căng tiếp theo nhưng cũng là nhiều dừng bước tại kim đan kỳ, duy chỉ có đơn linh căn có thế có càng lớn phát triển tiềm năng. Mà đơn linh căn lại có độ tinh khiết cao thấp chi thuyết, càng là tạp chất thiếu càng là lợi hại, cùng linh căn hỗ trợ thì là linh căn ngũ hành, cái gọi là kim một thủy hỏa thổ vì ngũ hành, ngũ hành biến dị lại sinh lôi thuộc tính, băng thuộc tính cùng phong thuộc tính. Nếu nói đơn độ tinh khiết cao bình thường ngũ hành đơn linh căn đã là nghịch thiên, khi biến dị cao độ tinh khiết linh căn là cơ hồ là không có khả năng tồn tại, không chỉ có là bởi vì biến dị linh căn xác suất thấp, trọng yếu nhất phàm là biến dị linh căn độ tinh khiết đều không ngoại lệ đều phi thường cao, tư chất như thế thậm chí có thể nhường mỗi môn phái vì đó ra tay đánh nhau, nay này bực này cơ duyên lại để cho mình sư đệ được đến hai lần, lão giả trong nội tâm mặc dù có đoạt tới ý nghĩ. Nhưng dù sao cũng là đồng môn, nói thế nào đều là vào đến chính mình môn phái bên trong, càng không nguyện vạch mặt, đành phải cố nén quyết tâm bên trong đố kỵ. Khẩu khí vị chưa nói. Xem ra sư đệ vọng khí chi thuật càng thêm tinh tiếng, sư huynh ta bội phục chi vô cùng a. À. Nơi nào, bất quá là bàn môn chi thuật, lên không được cảnh tượng hoành tráng, cũng chỉ có thể ở phương diện này chiếm chút tiện nghi. Nơi nào sánh được sư huynh, phân đất vì lao, kia mới thật sự là mọi người chi pháp. Lữ bất quần hàm xúc khiêm tốn đạo, không hề quên cho nhà mình sư huynh trường chút mặt mũi dù sao lần này hắn xem như trước chiếm cái đại tiện nghi. Lão giả sắc mặt mặc dù khó coi, hối hận đến ruột cũng thanh, nhưng trở ngại mặt mũi đành phải thôi, chỉ là giả vờ giả việc gật đầu, ngược lại đi xem cái khác hài đồng lo hắn người sư đệ này lại chiếm đi tiện nghi gì. Tiểu cô nương, nhưng từng nghĩ kỹ có nguyện ý hay không bái ta làm thầy. Giải quyết chính bình sư huynh lữ bất quần tiếp tục xem hướng tiêu giao. Tiêu giao là còn ở vào sững sờ trạng thái, không nghĩ lại có đơn giản như vậy liền thành liền tâm nguyện của mình, nàng còn tưởng rằng mình đang nằm mơ, đợi đến vị này thượng tiên lần nữa hỏi thăm nàng, lúc này mới lấy lại tinh thần, kích động quỳ xuống hướng hắn dập đầu ba cái. Tiêu giao nguyện ý bái thượng tiên vi sư. Mời sư phụ thụ tiêu giao cúi đầu. Lữ bất quần nghe xong, thoải mái cười to nói. Ha ha ha, hảo hảo, khá lắm tiêu giao, cái này tư chất nghịch thiên cùng ngươi phương yển sư huynh lại là tương xứng, mà thuộc tính càng là thắng được một bậc, xem ra hôm nay ta khí vận không sai, ngươi đứng lên đi. Nói xong ngón tay một chỉ, trong chớp mắt tiêu giao liền đến lữ bất quần phi hành pháp bảo thượng đứng bên người hắn, đồng thời cũng ly chính tên kia thanh lãnh tuấn Mỹ thiếu niên thêm gần. Lữ bất quần chỉ chỉ thiếu niên đối tiêu giao nói. Đây là ngươi ngũ sư huynh, phương yển, cũng là vi sư gần nhất vừa thu nhận đệ tử, sớm tại nhập môn trước hắn liền tự mình tu luyện qua, ngươi phương yển sư huynh cũng giống như ngươi tư chất nghịch thiên lại ngộ tính thông minh đến nay càng là đến luyện khí kỳ năm tầng tu vi đã có thể tự mình ngự hành pháp khí về sau ngươi cũng muốn hướng hắn nhiều hơn học tập thiếu niên nhìn một chút tiêu dao gật đầu ra hiệu mà tiêu dao thì là đỏ mặt cúi đầu cũng không dám nhìn hắn nhỏ giọng nói tiêu dao gặp qua phương sư huynh lữ bất quần nhìn thấy tiêu dao cúi đầu bước trước bộ dáng lắc đầu tiêu dao ngẩng đầu lên Tiêu giao lúc này mới ngẩng đầu nghi ngờ nhìn lấy mình sư phụ. Chỉ thấy mình sư phụ đứng như lỏng trúc ngữ trọng tâm trường nói. Phàm nhập ta yêu nguyệt phong hạ đệ tử, không có chỗ nào mà không phải là thiên nhân tư chất, đều là trong tu tiên giới khó được tài tuấn, nên kiêu ngạo tự tin, đi bộ nhàn nhã. Đến nay ngươi đã vì ta tọa hạ đệ tử, nên là ưỡn ngực ngẩng đầu lên, chớ có khiến người khác coi thường chính mình cũng có thể giống phương sư huynh cùng sư phụ như vậy a à. tiêu dao cơ hồ là nghĩ cũng không dám nghĩ nhìn lại mình một chút dưới chân dẫm lên hoa sen vàng treo ở giữa không trung phía dưới tất cả mọi người ngửa đầu nhìn xem nàng trong mắt tràn ngập ao ước cùng đố kỵ mà tiêu lão gia càng là trừng lớn mắt không thể tin nhưng lại không thể không hạ thấp tư thái nhìn xem nàng thời khắc này tiêu dao trong lòng dâng lên một loại chưa bao giờ có tự hào cùng cảm giác ưu việt Nàng tự hồ có thể cảm nhận được sư phụ cùng sư huynh vì sao đều là ngẩng đầu ưỡn ngực, ngạo nghễ tự nhiên, nguyên lai phàm nhân tại tiên nhân trong mắt là như thế chi nhỏ bé như sâu kiến, bây giờ nàng cũng vượt qua cái kia đạo cảm nhảy lên long môn biến thành long. Nhìn một chút bên cạnh sư huynh, Tiêu Giao bất giác ưỡn ngực hất cầm lên, gặp nàng không còn hốc ngực, lữ bất quần lúc này mới lộ ra nụ cười hài lòng. Đột nhiên Tiêu Giao nhớ tới a ma còn tại phía dưới liền kiêu ngạo dơ lên cái đầu nhỏ vui vẻ hướng a ma phất phất tay truyền đạt nàng vui sướng đã thấy a ma nhưng không có trong tưởng tượng mừng rỡ trên mặt ngược lại mang theo một mặt nhàn nhạt lo lắng khẽ thở dài một cái niên kỷ còn nhỏ lại vừa vào trong mây nhất dược thành long tiêu giao lúc này còn xem không rõ lúc này a ma trong mắt lo lắng tuổi nhỏ nàng lại làm sao có thể minh bạch cái này dài đằng đẵng tiên lộ quá tàn khốc cho dù là kinh tài tuyệt diễm quan hoa gia thân lại có thể thế nào, tại đạt tới trường sinh bỉ ngạn trước, mọi thứ đều là biến số. Chờ nhiều năm về sau, thời gian cực nhanh nhiều vô kể, nàng giật mình quay đầu thời khắc, mới phát hiện trước mắt A Ma tiếng thở dài đó lại là sớm đã nói tận chính mình đầu kia gian nan mà dài dằn dặc tu tiên lộ. Chương 4 Phi Thăng Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Vạn Hoa Sơn ở vào thái cổ đại lục nhất đông bộ, sơn mạch kéo dài trăm dặm văng thắp nơi nơi này khí hậu nghi nhân phong cảnh tuyển tú quý hiếm dị thảo phong phú khắp núi đều là các loại chân tầm tẩu thú lại trong núi linh khí nồng đậm càng là tu đạo nơi tốt nhưng những này đều không phải là vạn hoa sơn chân chính nổi danh nguyên nhân có thể để cho vạn hoa sơn danh dương hồng trần thế tục cùng tu tiên thế giới vẫn là chiếm cứ vạn hoa sơn cái này nhất linh mạch tu tiên đại phái tiên vũ môn thân là thái cổ đại lục ở bên trên vì mấy không nhiều lắm siêu cấp tu tiên đại phái, tiên vũ môn đã có trăm vạn năm lịch sử, càng là một mực chiếm cứ thái cổ lớn đại tu tiên môn phái đứng đầu vị trí, tại thái cổ trong tu tiên giới có thể nói thanh danh hiển hách. Ngày hôm đó vạn hoa sơn phụ cận thỉnh thoảng có hồng quang lướt qua, chủ phong liên hoa phong càng là hào quang vờn quanh, tiên thú đủ gáy, liền xem như đi ngang qua phàm nhân cũng đều mắt trần có thể thấy, chính tai lắng nghe động lòng người tiên nhạc các phàm nhân chỉ biết cái này một khối địa phương ở thần tiên mặc dù cực ít có thế gặp nhưng đến nay cái này hào quang lộ ra ngoài sợ là các thượng tiên tập hợp một chỗ cử hành cái gì nghi thức hoạt động tự nhiên mà vậy tận lực không tới gần phiến khu vực này chỉ là xa xa đập cái đầu liền đi chỉ có những người tu tiên kia biết được hôm nay là cái đủ để oanh động toàn bộ thái cổ đại lục thậm chí có thể nói là oanh động toàn bộ thái cực thế giới lễ lớn có đại năng giả muốn phi thăng Tu tiên giả không quá trăm triệu trong vạn người một phần ngàn nhị, mà sở hữu tu giả trung có thế có đại thành tựu người càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tăng thêm đến nay linh khí không bằng thượng của lúc sau nồng đậm, thậm chí xuất hiện hảo mấy vạn năm chưa từng có phi thăng đại năng giả. Lần này tiên vũ môn thanh thế to lớn, khí độ phi phàm mời thái cổ tu tiên giới các vị cường giả cùng thanh niên tài tuấn đến dự lễ. Nghe nói còn có từ cái khác thái thanh, thái nhất, thái hư, mặt khác tam đại địa chạy đến dự lễ một chút sống được xa xưa lão quái vật. Hôm nay tiên vũ môn nhất định là muốn ra kình phong đầu, làm người khác chú ý, chỉ thấy liên hoa phong thượng nhân đầy là mối họa, người người nhốn nháo, duy chỉ có tại trung ương nhất phi thăng đài trước cách xuất một mảnh đất trống đến, nơi đó một mảng lớn có thể chứa vạn người địa phương chỉ trưng bày tầm 10 bàn lớn, ngồi không đến 30 người, những này nhân tùy tiện một vị đều tên tuổi rất tiếng vang, có thế trong tu tiên giới hô phong hoáng vũ, có tuyệt đối bi nghiêm cùng lực hiệu triệu cường giả tại chủ bàn ngồi quỳ ngồi lấy một vị tóc trắng râu trắng ánh mắt ôn hòa hồng quang đầy mặt lão giả chính là tiên vũ môn chi trưởng môn huyền không đạo nhân giờ phút này hắn chính vẻ mặt tươi cười kêu gọi những đại nhân vật này nhìn ra được tâm tình của hắn vô cùng tốt như không có gì bất ngờ xảy ra lần này dự lễ kết thúc tiên vũ môn tại tu tiên giới địa vị sẽ càng thêm củng cố từ đó cũng có thể đối cái khác môn phái đưa đến chấn nhiếp tác dụng. Phải biết lần này phi thăng phương yển thế nhưng là tu luyện không đến ngàn năm đã cảnh giới đại thành phi thăng thượng giới, đặt ở toàn bộ thái cổ đại lục thậm chí là thái cực giới đều là chưa từng từng có, tiên vũ môn có thế ra nhất cái phương yển, ai có thể cam đoan sẽ không ra cái thứ hai. Môn phái người khác có người phi thăng cũng chỉ sợ chỉ có thể che giấu, lo có người biết cường giả phi thăng chính mình môn phái thực lực giảm lớn, Duy chỉ có nhà mình môn phái mới có cái này khoe khoang thực lực, cũng không sợ có người nhớ thương chèn ép. Đang lúc tịch trước Hoang Thanh Tiếu Ngữ, chúc mừng âm thanh một mảnh lúc, đột nhiên bầu trời một tiếng sấm rền, trong phạm vi trăm dặm kim quang đại tác, phát sinh dị tượng. Tất cả mọi người đình chỉ trò chuyện, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, mặc dù rất nhiều người đều không có chân chính nhìn qua, nhưng cùng trong sách miêu tả không kém, đây chính là muốn phi thăng điềm báo. Trên trời rơi xuống kim quang, mở ra thiên môn. Chỉ thấy một đạo kim sắc cột sáng chụp xuống liên hoa phong, dần dần một tên nam tử trẻ tuổi toàn thân bao phủ tại đạo này kim sắc trong cột ánh sáng chậm rãi bay lên không. Nam tử có trương hết sức trẻ tuổi khuôn mặt, dung mạo phi phàm tuấn Mỹ, dáng người dong dỏng cao bị kim sắc quang mang bao quanh, xem ra giống như thiên thần, quanh thân tản mát ra nhàn nhạt uy áp, thanh lãnh ánh mắt nhìn phía trên ngọn núi này hết thảy mọi người, bể nghệ thiên hạ. Liền liền một chút lão quái, chạm đến ánh mắt của hắn cũng đều không dám nhìn thẳng, giả hóa thần cảnh vi năng cỡ này loại này khí độ như thế nào bọn hắn những này nguyên anh đại thành kỳ tu sĩ có khả năng so. Tiên đạo đến cùng có bao nhiêu khó khăn. Tu tiên giả thông qua tiên gia công pháp dẫn đường, hô hấp thổ nạp thiên địa chi linh khí trải qua bước đầu luyện khí nhập thể, trúc cơ, luyện tinh hóa đan, hóa đan thành anh, nguyên anh đại thành, Đột phá đại thành đại viên mãn đến giả hóa thần cảnh giới mới có thể được đến thượng giới nguyên khí dẫn dắt, phi thăng đến linh giới, mà luyện khí hóa thần, luyện thần hoàng hư hai cái này cảnh giới thì là tại cái này linh khí mỏng manh phàm nhân giới không thể đủ đến nơi. Đến mức hoàng hư về sau cảnh giới cũng không phải là phàm nhân tu sĩ có khả năng biết được, chỉ có phi thăng đến tiên linh giới mới có thể thành tiếp tục tham ngộ, cuối cùng trở thành tiên nhân chân chính, cùng thiên địa nhật nguyệt đồng thọ kỳ thật tại thái cổ thời điểm phi thăng giả mặc dù không nhiều lắm nhưng cũng không hề ít nhưng từ khi ngàn vạn năm trước một lần chân tiên đại chiến về sau thái cực giới linh khí bị nghiêm trọng phá hư dẫn đến đến nay phi thăng giả vạn năm cũng không ra một hai phương yển đứng tại giữa không trung đình chỉ hướng lên bay lên tốc độ không trung truyền âm nói ức giao ngươi qua đây truyền ra thanh âm thuần hậu cả tòa vạn hoa sơn đều có thể rõ ràng nghe tới nếu không phải mở ra lấy đại trận hộ sơn, chỉ sợ còn có thể truyền khắp toàn bộ thái cổ đại lục. Dạng này một vị đại năng người trước khi phi thăng liền liền đối những lão quái kia cũng đều coi thường, duy chỉ có gọi một nữ tử danh tự, nhưng ở đây phần lớn người đều đối kia chậm rãi đi ra thước tha thân ảnh ném lấy ao ước hoặc là ánh mắt ghen tị. Nhưng đây chỉ là một cái chớp mắt, khi tất cả người đều thấy rõ nữ tử này tướng mạo, những cái kia chỉ có thể ở ngoại vi quan sát nam tu nhóm cũng không khỏi tự chủ ngừng thở ánh mắt nóng rực nữ tu nhóm là thần sắc ảm đạm phức tạp thực sự là bởi vì trước mắt nữ tử này quá đẹp nhiều người phiên nhược kinh hồng chỉ gặp nàng nghi tỉnh thể nhàn búi tóc nga nga trăng trắng tinh mâu da thịt trắng nõn óng ánh giống như dương chi bạch ngọc côi tư diễm giật đi trên đường đi lại nhẹ nhàng dáng dấp yểu điệu tiện sát người bên ngoài trong tu tiên giới có thế có như vậy dung mạo người cũng bất quá rải rác mấy người, những cô gái này đều là thế gian ít người tuyệt đỉnh chi tư, vì tất cả nam tu đám người tha thiết ước mơ song tu bạn lữ. Tuy nói là tu sĩ, nhưng dù sao không có tu thành chính quả, phần lớn nam tu cùng phàm nhân một dạng thích dung mạo mỹ lệ nữ tu, nữ tu cùng nam tu khác biệt, nhân có linh căn tư chất, linh tính gia thân, cho nên trừ bỏ chút trường hợp đặc biệt, hơn phân nửa đều dung mạo tú lệ đặt ở thế gian coi như không phải là mỹ nhân tuyệt thế cũng có thế mặc lên cái tiểu gia bích ngọc danh lại linh trăng tư chất càng tốt càng tinh khiết hơn hơn phân nửa tướng mạo liền sẽ càng mỹ lệ hơn mặc dù không phải là tuyệt đối nhưng 10 phần có bảy tám cái này cũng dẫn đến trong tu tiên giới rộng khắp lưu truyền buôn bán nữ lô đỉnh mua bán đến nay tại nam tu nhóm trước mắt xuất hiện như thế tuyệt sắc ánh mắt có thể nói xem thẳng nhưng lại không một người dám đánh nàng này chú ý không nói đến nàng này cùng phương yển quan hệ mật thiết chỉ là nàng này trên thân kia dễ thấy tiên vũ môn hạch tâm đệ tử phục sức liền trực tiếp nhường người tắt suy nghĩ trước ước lượng một chút chính mình cân lượng nhìn đứng ở chính mình phía dưới tuyệt sắc nữ tử phương yển nhẹ nhàng gật gật đầu biểu lộ vẫn là nhất quán thanh lãnh ngươi như thật có quyết tâm cùng nghị lực liền đuổi theo đi vi sư tại thượng giới chờ ngươi nói xong hắn không đang nhìn thế gian này bất luận cái gì mọi thứ đứng chắp tay thẳng phá vân tiêu biến mất tại cái này một mảnh kim quan cuối cùng, sau đó thiên địa phục hồi như cũ mọi thứ như thường. Sự tình tới cũng nhanh, cũng đi đến cực nhanh, đảo mắt mọi thứ như thường, bọn hắn những người tu này khổ tu vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm, vì bất quá chỉ là đổi lấy dạng này một cái chớp mắt, nhìn như đơn giản, nhưng trong đó gian khổ cùng thống khổ cũng chỉ có chính bọn hắn có thế minh bạch. Cắm vào phiếu tên sách tác giả có lời muốn nói. Sửa chữa chương 5 Lô Đỉnh Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Tác giả có lời muốn nói Tiểu kịch trường N, lớn hơn ngàn, năm trước, hắn phi thăng linh giới, nàng ở phía dưới oán niệm tích ngưỡng vọng N, lớn hơn vạn, năm sau, nàng phi thăng linh giới, hắn phi thăng tiên giới, thế là nàng tiếp tục oán niệm tích ngưỡng vọng lại NNN lớn hơn 10 vạn. Năm sau, nàng phi thăng tiên giới, hắn đứng tại tiên giới đỉnh, nàng vẫn là oán niệm tích ngưỡng vọng. Dự lễ đã kết thúc, tên kia bị Phương Yển gọi đến tên là ức giao nữ tử tại vạn người chú một nóng rực trong ánh mắt trấn định tự nhiên rời đi, kia phiêu nhiên mà đi thân ảnh tựa như một đóa gầy gò bạch liên hoa cao ngạo mỹ lệ. Đại năng đã phi thăng, mỹ nhân cũng đã ly khai, rốt cuộc không có gì đáng xem đám người lục tục ngo ngoe tản ra đến, từ một chút ngoại môn đệ tử dẫn vào động phủ, tiên vũ môn nội thiết có yến hội, đãi kết thúc hậu chiêu đãi mỗi cấp độ tu tiên giả. Đợi đến đám người cơ hồ tan hết, đã thấy bên ngoài chỗ như cũ có một tuổi trẻ nữ tử đứng yên, nhìn về phía vừa rồi phương yển biến mất địa phương, không biết suy nghĩ cái gì, giật mình xuất thần. Mắt thấy tất cả mọi người đang đi lại, nữ tử kia còn tại bất động trong về phía xa lấy phương yển phi thăng lúc xuất thần, có chưa rời xa nữ tu mỉm cười nói, Phương tiền bối không hổ là ta thái cổ tu tiên giới thứ nhất Mỹ Nam Tử, người ái mộ rất nhiều A, à, lại còn có như thế si tình lưu luyến đạo hữu. Ở bên dẫn đường nhất tiên vũ môn nữ đệ tử, hướng nữ tử kia phương hướng nhìn, trong mắt khinh thị lại khinh thường không lộ ra nghi hoặc, vị tiền bối này ngài có chỗ không biết, nàng này chính là chúng ta tiên vũ môn sĩ nhục, nàng nơi nào là phương trưởng lão người ái mộ, nhưng phàm là đại năng tiền bối chỉ sợ nàng cũng đều sẽ bộ này si tình dạng xem tên nữ đệ tử này khinh bỉ nói nữ tu hiếu kỳ vì sao nói như vậy bởi vì bởi vì nàng là cái không biết liêm sĩ lô đỉnh tên nữ đệ tử kia vừa khai cái đầu nhấc mềm giòn dễ vỡ giọng nữ thay thế nàng đem lời còn lại nói xong nghe được lô đỉnh vừa nói nữ tu toàn thân chấn động hiển nhiên là bị xúc động nên biết cái này lô đỉnh cũng không phải cái gì hảo thơ trong tu tiên giới là có thể thông qua nam nữ chuyện phòng the tu luyện đến đề cao tu vi. Bình thường kết làm đạo lữ sử dụng sau này thuộc phòng the tu luyện hai hai được lợi người xưng là song tu, loại này phương pháp vô luận nam nữ tu vi đều có thế đề cao, cũng là bị chính đạo cao giai tu sĩ sở tiếp thu một loại phương pháp tu luyện. Mà còn có một loại thông qua thuộc phòng the ác ý cướp đoạt người khác thể nội tinh khí tới tu luyện phương pháp lại xưng làm thải bổ, cùng song tu khác biệt chính là loại phương pháp này chỉ có thể đang phương tăng cao tu vi, mà bị thải bổ người là sẽ nhân dương khí hoặc âm khí không thua thiệt thân thể càng ngày càng kém, lâu dài bị thải bổ sau chớ có nói tu tiên, liền ngay cả tính mạng đều khó giữ được, dạng này bị thải bổ người là được xưng là lô đỉnh. Nữ đệ tử xem xét người tới vội cung kính nói. Đệ tử gặp qua tiêu sư thúc. Nữ tử đối nàng nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía nữ tu tiếp tục nói tiêu vũ hà gặp qua đạo hữu chúng ta vẫn là tiếp tục đến trong động phủ đi chiếu cố đạo hữu khác đi chớ ở chỗ này cùng nữ tử này thân cận nhiễm một thân suối quẩy nữ tu lơ đỉnh cười cười tiêu đạo hữu cớ gì nói ra lời ấy đâu đã nữ tử này là quý môn đệ tử bị người cường đi làm lô đỉnh nên là môn phái ra mặt lấy lại công đạo mới là vì sao lại muốn bỏ đá xuống giếng như thế ghét bỏ tiêu vũ hà đầu tiên là chán ghét nhìn cách đó không xa cái thân ảnh kia lúc này mới giải thích nói. Đạo hữu không phải ta cửa bên trong người, cho nên không biết, nếu là nàng này thật sự là bị người sở mạnh, môn phái tự nhiên sẽ đi thay nàng lấy lại công đạo, đem kia tạc nhân rút hồn luyện phách cũng tại đậy không tiếc. Nhưng nàng này lại là cái không biết liêm sĩ, chính là tự nguyện đi làm người lô đỉnh. Nguyên bản nàng sớm tại hơn 40 tuổi khi đã thành tựu kim đan, nói đến vẫn là phương sư thúc sư muội, năm đó cũng là phong thái tuyệt đại hạng người, nhưng nàng này về sau không muốn phát triển, không khổ tâm tu luyện vọng tưởng một bước lên trời, coi là trèo lên đại năng tu sĩ liền có thể dựa vào thăng tiên, nhưng thế gian nơi nào lại giống như này tiện nghi sự tình, kết quả bị người phá vỡ kim đan không tính, thậm chí liền linh căn đều bị hủy, từ nghịch thiên chi tư chất biến thành hiện. Tại bất nhập lưu linh căn tư chất, có thể nói là tự làm tự chịu. Thật có tự nguyện làm lô đỉnh người nữ tu nhìn một chút tiêu vũ hà lại nhìn một chút nữ tử kia, lại mặc kệ thật giả, rất rõ ràng trước mắt vị này gọi tiêu vũ hà đạo hữu cùng nữ tử kia có không nhỏ khoảng cách. Bất quá lại cùng chính mình có gì liên quan, nhất người làm trúc cơ kỳ, nhất người làm kim đan kỳ, nàng tự nhiên thuận đối phương mỉm cười nói. Tiêu đạo hữu nói cực phải, chúng ta tu tiên giả chỉ có trải qua gian nan vạn khổ, vô tận tịch mịch khổ tu mới có thể có sở đại thành, lại có thể nào đầu cơ trục lợi vọng tưởng dựa vào người khác. Còn tốt quý môn còn có giống tiêu đạo hữu dạng này tư chất thượng thừa, chịu được tu hành nổi khổ hạch tâm đệ tử, nàng này dạng này người cũng dù sao xem như số ít, bằng không thì hôm nay quý môn cũng sẽ không có phương tiền bối dạng này mấy vạn năm chưa từng xuất hiện phi thăng giả, chúng ta tu giả cũng sẽ không có phúc khí nhìn thấy cái này khích lệ lòng người một màn. Đương nhiên, vị tiền bối này, Tiêu sư thúc thế nhưng là án mây phong lệ trưởng lão môn hạ đệ tử đắc ý, tốc độ tu luyện cực nhanh không nói, vẫn là thượng hạng thủy linh căn tư chất, lại càng không cần phải nói giữ mình trong sạch. Qua một thời gian ngắn liền muốn cùng liên hoa phong trưởng môn tọa hạ lý đang sư thúc kết thành đạo lữ đâu. Ở bên nữ đệ tử nghe được nữ tu khen nhà mình sư thúc, bận biểu nói ngọt nói lên nhà mình sư thúc lời hữu ích tới. Nữ tu có chút giật mình, Tiêu đạo hữu tương lai bạn lữ thế nhưng là ngoại giới sở đạo thiên dưới đệ nhất chùa y, danh xưng ngàn cân chùa y lý đan. Tiêu vũ hà oán trách bên cạnh nữ đệ tử liếc mắt, trên mặt vẻ thẹn thùng, liền nha đầu này lắm miệng, đúng vậy, hắn cái kia người thô kịch nơi đó có bên ngoài truyền như vậy thần, đều là nói hoa. Nữ tu một mặt hâm mộ nói, là tiêu đạo hữu khiêm tốn, lý đan thế nhưng là tại kim đan kỳ bách nhân bản thượng có thể xếp tới trước 50 vị, quả nhiên tiêu đạo hữu thật sự là nhân trung chi phượng bằng không thì cũng sẽ không đến lý đạo hữu lọt mắt xanh nghe được nữ tu hảo ngôn tiêu vũ hà trong nội tâm rất là đắc ý tự ngạo xem cái này nữ tu vẫn là kim đan sơ kỳ mặc dù mang trên mặt tiếu dung tiếp tục làm bộ khiêm tốn nói nơi nào nơi nào ta cũng bất quá là kim đan sơ kỳ rời nguyên anh kỳ cũng còn rất xa huống chi phi thăng không có đạo hữu nói tốt như vậy nói ra thật xấu hổ bởi vì ta cùng nàng này có như vậy điểm họ hàng xa quan hệ, nàng này họ tiêu tên giao, trước kia trong nhà của ta nhìn nàng đáng thương liền thu lưu cho chén cơm ăn, không nghĩ lại là loại người này, nên biết chúng ta nữ tu không thể so nam tu, nếu là mất tấm thân xử nữ, tốc độ tu luyện liền muốn kém mấy tầng, thậm chí có thể nói đại thành vô vọng, như thế không tự trọng người, thân là đồng tông thực sự đau lòng nàng bôi nhỏ sư môn, bôi nhỏ tiêu gia nghe tới nàng này tu nhìn xem tên kia gọi tiêu dao nữ tử ánh mắt cũng không khỏi mang lên kinh mạng chi sắc cảm khái xác thực a à, chúng ta nữ tu so với nam tu cái này thành đạo con đường muốn càng khó khăn không nghĩ nàng danh tự trung cũng có cái giao tự cùng vừa rồi phương tiền bối kêu to nữ tử phương ức giao đạo hữu danh tự tương tự đồng dạng có cái giao tự lại là ngày đêm khác biệt tiêu đạo hữu chúng ta đi thôi có chút tu đạo thượng vấn đề đang muốn tìm người lĩnh giáo một phen không biết tiêu đạo hữu có bằng lòng hay không chỉ giáo một hai. Cầu còn không được, kính xin đạo hữu đi theo ta. Tiêu vũ hà mặt mỉm cười cùng nữ tu cùng tên nữ đệ tử kia rốt cuộc không xem thêm nơi xa tiêu giao liếc mắt, quay người hướng liên hoa phong động phủ đi đến. Đến tận đây nguyên bản phi thường náo nhiệt liên hoa phong đỉnh thượng trừ tên kia còn giật mình lấy xuất thần nữ tử, lãnh lãnh thanh thanh, không có người nào. A Phi Một đám vô tri phụ nữ trẻ em, khó được khuôn mặt dáng dấp đều không kém lại mỗi một cái đều là cây nghiệt người đột nhiên một thanh âm từ tiêu dao trong ngực truyền ra tiếp theo từ ngực nàng xuất hiện một viên nho nhỏ lông xù báo tử đại não cái gì nếu là xử nữ mới tốt tu luyện đều là chút ngụy biện lão tử cũng chỉ nghe qua bị thải bổ mới lại tu vi nang tiếng còn có ngươi đầu báo ngược lại nhìn xem nàng liền từ lấy những này lắm mồm nữ nhân hồ ngôn loạn ngữ may mà ngươi còn có thể không có tâm chướng, suy nghĩ thông suốt, nếu là trước kia lão tử đã sớm đi lên quốc bọn hắn hồn luyện bọn hắn phách, phàm nhục ta, cười ta, coi khinh ta người, chết. Tiêu giao lúc này mới đem ánh mắt từ đằng xa thu hồi, bình tĩnh liếc nhìn bộ ngực mình toát ra báo tử đầu, bỗng nhiên hai giây, đưa tay nắm cái này đầu báo phần gáy, đem nó xách ra, chỉ thấy một con vàng cùng đốn đen. Mọc ra hai viên răng dài tiểu kiếm sĩ báo bị nàng nhất trong tay nàng lung lay tay cau mày nói. Về sau đừng ở bên ngoài nói chuyện, có chuyện gì liền thần thức truyền âm, cũng đừng làm cho người nhìn thấy một con đê giai cấp hai kiếm sĩ báo thế mà lại nhân ngôn. Kiếm sĩ báo bị sáng rõ choáng, buộc lòng phải liều mạng giải dụ tứ chi muốn tránh thoát, nửa ngày lại nhân tứ chi ngắn nhỏ bất lực, đành phải thần thức truyền âm tức giận nói. Biết, còn có ngươi có thể hay không đừng lão dạng này sách lão tử cổ. Phải biết lão tử thế nhưng là chân tiên cẩn thận hầu hạ điểm tiêu giao lơ đỉnh không thèm để ý chút nào tiếp tục lung lay đúng rồi vừa rồi ngươi nói cái gì ta kém thần không nghe rõ kiếm sĩ báo kém chút không có cắn rơi đầu lưỡi của mình nó sinh hoạt trăm triệu năm thậm chí càng lâu cũng chỉ có nữ nhân trước mắt này dám như thế đối đãi chính mình hận đến nghiến răng nhưng lại nhân hai người tính mệnh chặt chẽ liên hệ mà không có biện pháp không có gì buông xuống lão tử mau đi trở về tu luyện không nên ở chỗ này ma kỹ lãng phí thời gian. Kiếm sĩ báo dãy dụ lấy liếc nàng một cái. Tiêu giao chỉ cười cười, lại đem nó một lần nữa thả lại chính mình trong vạt áo, lưu luyến không rời vừa đi như cũ vừa nhìn vừa rồi phương yển phi thăng bầu trời. Kiếm sĩ báo mang theo một bộ ngươi cái này chưa thấy qua việc đời nông dân biểu lộ, khi dễ nói thầm, không phải liền là phi thăng. Liền hoàng hư cũng chưa tới tiểu bối, có cái gì tốt xem không phải liền là phi thăng. Ngươi cũng biết chúng ta cố gắng cả đời duy nhìn một ngày kia có thể phi thăng thượng giới. Một hơi này, ách. Tiêu giao liếc mắt liếc nó, lập tức tiếp tục ngửa đầu nhìn xem kia phương yển biến mất chân trời, ở sâu trong nội tâm lại tại bành trướng, khi nào chính mình mới có thể bay ra mặt đỉnh vùng trời này, đến rộng lớn hơn thế giới. Hừ, làm sao đúng không? Nhớ năm đó lão tử đến hóa thần cảnh giới cũng bất quá chỉ dùng không đến vạn năm nhìn nàng một bộ làm lơ chính mình bộ dáng, kiếm sĩ báo trong nội tâm lập tức khó chịu, tiếp tục miệng tiện nói, đúng, ngược lại là lão tử quên, liền ngươi lúc này mới trúc cơ kỳ bảy tầng tu vi, phi thăng đúng là mười phần đáng giá ao ước, bất quá lão tử khuyên ngươi vẫn là ngẫm lại trước mắt tu luyện thế nào đột phá kim đan mới là thực tế, ngươi rời đại nạn cũng bất quá chỉ có trăm năm, cẩn thận còn chưa tới kim đan liền ở ra rắm. Nghe được lời này, tiêu giao lại đem sách ra, nâng đến trước mắt nheo lại mắt đến, nếu không phải lúc trước có người nát ta kim đan, cho tới bây giờ chỉ sợ ta cũng cùng phương sư huynh không kém bao nhiêu đi. Lời này nghe tới kiếm sĩ báo trong tai, khiến cho nó lúng túng vặn vẹo uống éo chính mình đầu báo nhất lên một cái răng dài nói. Lôi chuyện cũ. Liền xem như lấy ngươi năm đó trình độ cùng tư chất muốn tại không đến ngàn năm phi thăng quả thực chính là vọng tưởng, tu tiên muốn giảng đại cơ duyên, không phải ai đều có kia phương yển cơ duyên cùng vận khí đương nhiên ngươi bây giờ liền khác biệt phải biết gặp phải lão tử loại cơ duyên này chính là kia phương yển cũng đều so ra kém nói xong nó kiêu ngạo dương lên đầu là là đoạt xá mảnh vàng vụn đan đây là lớn cỡ nào cơ duyên đều là bởi vì may mắn gặp ngươi vị này chân tiên đại nhân nha tiêu dao cũng lười ngoài sáng điểm phá nó dùng sức ép một chút đưa nó dùng sức nhét vào trong vạt áo Tiêu giao giật mình sẽ bị buồn bực tại trong vạt áo kiếm sĩ báo lại mở miệng, chỉ có thể nói, lúc ấy là lão tử sai lầm. Tiêu giao mỉm cười, nhìn xem dãy núi kéo dài, nàng khoan thai tự đắc dạo bước trong đó, từng bước một hướng về động phủ mình đi đến, hững hờ đáp trả. Sai lầm. Vậy ta còn đến cảm ơn ngươi sai lầm, bằng không thì trên thế giới này chỉ sợ lại vô tiêu giao người này. Giờ phút này nàng tâm tình bình tĩnh, sau lưng có gió thổi qua, Phương Yển câu nói sau cùng kia tựa hồ còn tại lẫn quẩn bên tai. Kỳ thật với hắn mà nói lời này bất quá chỉ là cái quen thuộc nói xong, coi như ký ức cực kỳ mơ hồ, chính mình cũng nhớ mang máng, khi đó hắn còn xanh thẳm non nớt, có chút dơ lên khóe môi tiếu dung là kiêu ngạo như vậy, tiêu giao, ngươi như thật có quyết tâm cùng nghị lực, liền đuổi theo đi, bất quá ta mãi mãi cũng sẽ không dừng ở tại chỗ chờ ngươi. Chỉ tiếc núi như trước vẫn là núi này, mà kia tuế nguyệt bên trong thiếu nam thiếu nữ đã sớm vết tích mơ hồ, hoàn toàn thay đổi. Cái gọi là tiên đạo hiểm trở, liên tiếp, lệnh người cảm thán cái này nhân sinh gặp gỡ ai có thể nói rõ được nói được rõ ràng. Đi qua đủ loại nhân, mới hôm nay đủ loại quả, cái này nhân quả luân hồi nàng trải qua gần mấy trăm năm mới đủ giật mình, còn tốt, không muộn. Chương 6 Linh khí Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Tiêu giao ngự kiếm phi hành, hoa nửa canh giờ đi tới núi Nhất Bắc, vùng này là vạn hoa sơn linh khí nhất là mỏng manh chỗ, hơn phân nửa vì ngoại môn đệ tử động phủ, trong nội môn đệ tử chỉ có những năng lực kia không tốt, đại thành hy vọng xa vời chi lưu mới lại bị phân đến nơi này mở động phủ. Nơi này chỗ tốt duy nhất chính là địa vực so sánh lớn, động phủ cùng động phủ ở giữa hơn phân nửa cách nhau rất xa, không dễ dàng nhận ngoại giới quấy nhiễu. Mà tiêu giao động phủ ngay tại cái này bắc sơn chỗ một trong, quen thuộc nàng đi tới động phủ mình lối vào, nơi này bất quá chỉ là cái đơn giản hang đá, cũng không có bất kỳ cái gì cấm chế. Đi tới bên trong xem xét, trừ một trương giường đá cùng bàn đá cùng mấy cái băng ghế đá, bắt mắt nhất chính là nhất cái bày ra ngọc giảng giá sách, trừ cái đó ra, toàn bộ trong động phủ không còn có vật khác. Tiêu giao ngồi vào trên giường đá, từ lồng ngực chỗ một thanh đưa ra kiếm sĩ báo, đầu tiên là nhéo nhéo cái mũi của nó, sau đó tiện tay ném đi nhét vào trên giường đá nói. Chúng ta bắt đầu đi, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo chân tiên đại nhân. Kiếm sĩ báo bởi vì thân hình tựa như con mèo kích cỡ tương đương, bị như thế quăng ra, đầu tiên là trên giường lăn mấy vòng, suy nghĩ lại một chút phía trước còn để nàng làm sủng vật bóp lỗ mũi mình, đây là tuyệt đối sĩ nhục. Không khỏi nổi trận lôi đình, nó vẫn hận cực kỳ là chính mình dù sao cũng là cùng thiên địa đồng thời ra đời Hồng Mông chi thú, tại tiên giới địa vị độc nhất vô nhị, mà nữ nhân chết bầm này lại cho mình tạo nên dạng này một cái thân thể, đặt tên vẫn là gọi kiếm sĩ báo. Thật sự là sĩ khả nhẫn thuộc bất khả nhẫn. Cần dùng tới ép buộc lão tử sao? Ngươi đừng nhìn lão tử cũng đổ nấm mốc biến thành dạng này, chúng ta từ một khắc kia trở đi thế nhưng là liền nhất thể đồng mệnh, thuộc về mình người. Những người ngoài kia ở bên ngoài nói đến như thế khó nghe, cũng không gặp ngươi từng có cái gì tính tình, ngươi chính là cùi chỏ ra bên ngoài công. Tiêu giao cơ bản làm lơ kiếm sĩ báo lửa giận, bàn hảo chân, nghiêng đại não nhìn qua nó, cái này giao lại không phải cái này một hai ngày tạo, lỗ tai đã sớm nghe lên kén, nhưng chân tiên đại nhân ngài thế nhưng là chính chính thật thật từng đoạt lấy ta bỏ, càng thiếu chút nữa muốn ta mạng nhỏ, ai ác liệt hơn xem xét liền biết, còn có Nàng dùng ngón tay gõ gõ tráng của nó, "Ta muốn uống nắng một điểm." Chúng ta cũng không phải là nhất thể đồng mệnh, chính xác đến nói chỉ đối ngươi có ảnh hưởng, ta chết ngươi cũng không sống được, nhưng ngươi chết với ta mà nói lại là không có nửa phần ảnh hưởng. Vốn là bị đạn đại não kiếm sĩ báo còn nghĩ phản bác nữa, nhưng ở nghe nàng nửa câu nói sau sau liền hoàn toàn yểu xiêu, xác thực nó còn phải trông cậy vào nàng có thể sống lâu lâu một chút, có một ngày có thể để cho nó quay về tiên giới tái tạo chân thân báo thù rửa hận, thế là trước mắt đành phải đáp vương thẳng chính mình hai con lỗ tai ấm ức quát. Ngậm miệng. Tu luyện. Kiếm sĩ báo dùng móng vuốt cứ như vậy tại không trung vạch một cái, không gian liền bị chia cắt, một cái khe xuất hiện tại hai người trước mắt, nó dẫn đầu chui vào khe hở trung, tiêu giao theo sau, chờ hai người đều tiến vào về sau, để cho tiện ra vào, khe hở cũng không vá kín lại, chỉ để lại một đầu có thể thăm dò ngoại giới khe hẹp trong thạch động rỗng tuyết, tự hồ mới vừa rồi còn ở lại đây hai người cũng như ảo giác chưa hề từng tồn tại. Hư không bên trong là vô tận màu đen, giống như màn đêm bầu trời, tấm màn đen trung che kín tựa như phùng tinh ánh sáng cùng với biến hóa khó lường tinh vân, còn có có phiêu phù ở bốn phía các loại loạn thạch tạp vật, đây chính là hư không. Vô lượng tiến đến bao nhiêu lần, tiêu dao vẫn đối cái này một mảnh cảnh sắc tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nếu không phải là mình có thể đi động phạm vi chỉ có không đến mấy mét, nàng chắc chắn bốn phía dạo chơi cái này chưa hề có đại năng giả bước vào hư không ừ cầm đi kiến sĩ báo dùng móng vuốt từ trong đầu huyển hóa ra một quyển sách hình trực tiếp mở đến trước mặt nàng chỉ thấy quyển sách này trên trang bìa chỉ viết lấy đại đại hai chữ công pháp cái gì gọi là công pháp đây là cái tên gọi chung tên như ý nghĩa chính là bọn hắn tu tiên giả tu đạo thành tiên sở học bậc hơi thu nạp linh khí phương pháp tốt công pháp có thể để cho tu giả trong thời gian ngắn nhất thu nạp cùng tụ tập càng nhiều linh khí, khiến cho trong đan điền chứa đựng linh khí càng nhiều, tại trên con đường tu tiên cũng liền có thể đi được càng xa, mà trên lệch công pháp không chỉ tốn thời gian trường, thu nạp linh khí hiệu quả cũng rất kém cỏi, cảnh giới tăng lên chậm chạp. Cho nên một bản thượng hạng công pháp là sở hữu tu tiên giả tha thiết ước mơ đồ vật, thường thường chỉ có tại đại môn phái hoặc là lớn tu tiên trong gia tộc mới có lại cự không truyền ra ngoài chỉ truyền cho hạch tâm nhất đệ tử mỗi môn công pháp đều sẽ có tên của mình là tập kết vô sở thượng cổ các đại năng tâm huyết tiếp tục sử dụng nổi lên danh tự cũng là biểu thị đối với mấy cái này các tiền bối tôn trọng tỷ như tiên vũ môn đỉnh cấp công pháp vũ hóa kinh lại tỷ như tú sơn phái luân hồi kinh như là loại này nhưng chưa từng nghe dùng tên gọi chung đến mệnh danh công pháp nói cách khác quyển công pháp này cùng không có danh tự loại này lai lịch không rõ đồ vật nàng vốn nên sẽ không đi cân nhắc nhưng từ khi chính mình linh hồn cùng cái này kiếm sĩ báo dung hợp đến nay dẫn đến thân thể nàng một hệ liệt biến dị nhất bất đắc dĩ không ai qua được nàng không cách nào thu nạp linh khí bình thường không cách nào thu nạp linh khí liền mang ý nghĩa không cách nào tu tiên linh khí thu nạp cùng thổ tức dựa vào chính là linh căng bởi vì không có linh căng cho nên đồng dạng phàm nhân là không cách nào thổ tức thu nạp linh khí nàng có linh căng tại chỉ là chẳng biết tại sao lúc đầu lôi linh căng bổ sung thượng thủy thuộc tính, dẫn đến nhìn qua tựa hồ giống như là song linh căng, đương nhiên chỉ là linh căng biến dị từ trên căn bản nói cũng sẽ không dẫn đến không cách nào thu nạp linh khí, nhiều nhất là thu nạp bao nhiêu vấn đề, nhưng nàng chính là không cách nào thu nạp linh khí vận hành chu thiên, chỉ có thể thu nạp kiếm sĩ báo nói tới tiên khí. Đối tiên khí tiêu giao không có chút nào nửa điểm khái niệm, nàng chỉ nghe qua linh khí, cùng với dẫn độ phi thăng giả đến thượng giới nguyên khí. Tại tu giả nhận biết trung, toàn bộ vũ trụ chia làm rất nhiều giới vị, cao có thấp có, tối cao giới vị chính là bình thường tu thành đại đạo được đến trường sinh tiên giả sở tồn tại giới vị, bình thường phàm nhân giới tu sĩ tu vi đến giả hóa thần cảnh giới các kia giới vị không còn có đầy đủ tài nguyên cung cấp bọn hắn tiếp tục tu luyện, nhưng lại không có tư cách nhảy lên trở thành tiên nhân, chỉ có thể phi thăng tới linh giới cái này trung tầng giới vị. Nơi đó mặc dù không phải là tiên gia, chi địa, nhưng là tài nguyên lại so phàm nhân giới phong phú rất nhiều, chỉ có tại linh giới tu luyện tới cảnh giới mới có thể thực sự trở thành tiên giả, tu thành trường sinh đại đạo. Bởi vì giới vị phân chia, tu sĩ đối thổ nạp hút vào khí nhu cầu cũng khác biệt, giống bọn hắn những này hạ giới cung cấp tu tiên giả thổ tức đã tọa chỉ có thể xưng là linh khí, mà tới thượng giới vị linh giới, linh khí nồng đậm đạt tới chất biến vì nguyên khí linh giới đám tu tiên giả đều là thu nạp nguyên khí, mà chuyện sau đó tiêu giao liền không đang nghe nói, dù sao đối phàm nhân giới tu sĩ đến nói những này còn cách quá mức xa xôi, nói sau là từ kiếm sĩ báo trong miệng đạt được. Tại linh giới phía trên chính là chân tiên giới, là trường sinh bất lão tiên giả nhóm chỗ ở, đồng dạng tiên giới cũng có chính mình tinh khí. Chờ từ linh giới phi thăng tới chân chính tiên giới, đương nguyên khí nồng đậm tới cực điểm chất biến sau liền gọi là tiên khí, cũng chính là tiên giới đám chân tiên sở thổ tức tu luyện căn bản. Những này tiền đề vẫn là phải tại kiếm sĩ báo không có nói sai tình huống dưới, nhưng tiêu giao đối kiếm sĩ báo lời nói vẫn luôn là ôm nửa tin nửa ngờ thái độ, coi như nó sẽ không hại chính mình, cũng không chừng nó đang nói khoác lác. Chỉ có một điểm là không thể nghi ngờ. Nàng dùng thử qua vô số công pháp đều không thể thu nạp linh khí, đã tọa chu thiên, thậm chí cho dù là từng chút một, duy chỉ có chỉ có thể luyện cái này không đáng tin cậy chân tiên cho công pháp, còn muốn dựa vào nó vạch phá hư không, dẫn vào tiên khí cung cấp nàng thu nạp mới có thể tu luyện. Không cách nào tại phàm nhân giới tu sĩ là bởi vì thấp giới vị không thể thừa nhận tiên khí nồng đậm, chỉ cần hơi nhiều một chút thượng giới vị khí tức chảy vào phàm nhân giới, liền sẽ dẫn đến thấp giới diện đổ sụp. Bởi vì từ trong hư không có thế dẫn vào thu nạp tiên khí rất ít, ít đến tiêu giao không biết dùng bao nhiêu ngày đêm mới có thể đã tọa xong một chu thiên, phải biết nếu là lúc trước nàng một chu thiên thời gian cũng bất quá hai canh giờ, cái này chậm rãi tiến trình nàng sớm thành thói quen, chí ít biểu thị nàng còn có thể thổ nạp đã tọa chu thiên, còn có thể tu tiên. Dưới cái nhìn của nàng cái này thu nạp tiên khí duy nhất có thế mạnh hơn linh khí một điểm chính là có thế rèn luyện thân thể, bình thường tu tiên giả chỉ trọng nội đan, thân thể tu luyện không hề chú trọng, nếu là có thể trực tiếp dùng đồ sắc chờ lợi khí trực tiếp công kích không có linh khí hộ thể tu tiên giả, đồng dạng có thể tổn thương bọn hắn. Mà đến nay tiêu giao nhục thân cường hoành chính là dùng đạo khí thậm chí là pháp bảo cũng chưa chắc có thể thương nàng mảy may. Dùng kiếm sĩ báo đến nói đây chính là nàng tiêu giao đại cơ duyên, giống nàng loại này dưới nhất giới tu giả thân thể là kiên quyết không có khả năng chịu đựng được thượng giới như vậy nồng đậm nguyên khí hoặc là tiên khí, mà nàng bởi vì cùng nó cái này chân tiên linh hồn cùng một bộ thể dung hợp, mới đưa đến dạng này thiên đại sự tình tốt. Ngắn hạn là nhìn không ra quá nhiều cùng thu nạp linh khí khác biệt, đợi đến chân tiên giới, liền sẽ phát giác đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào. Mỗi lần nghe tới nó như thế kiêu ngạo nhất lên chân tiên giới lúc, tiêu dao luôn luôn cười một tiếng mà qua, nội tâm có bành trướng cũng có chất nghi hoặc. Tiên giới thật tồn tại sao? Coi như thật tồn tại, cái này mỏng manh tiên khí có thể cung cấp chính mình tu đến chân tiên giới, chính mình sớm đã hóa thành bạch cốt đi. Giờ phút này vài thứ cách mình còn quá xa, đến nay nàng chỉ hy vọng tại chính mình đại nạn đi tới trước đó có thể kim đang luyện thành, cho nên vạn phần gian khổ ngày ngày tu luyện, không dám lười biếng, dù là chỉ có một tia kết đang hy vọng, cũng muốn một mực bắt lấy. Chỉ vì nàng chấp niệm vẫn còn, còn có tâm nguyện chưa hết. Cắm vào phiếu tên sách tác giả có lời muốn nói. Sửa chữa Chương 7 Sư phụ Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com 7.7 bảy, bảy. Sư phụ kiếm sĩ báo cái tên này là tiêu giao lên Lúc trước tiêu giao một lần nữa Trúc cơ hậu tâm tình cũng không phải là quá hảo Cho nên tách rời nó nguyên thần Vì nó mới rèn đúc thân thể Khi cũng chưa từng hảo hảo dụng tâm Trong tay có cái gì xương thú liền hạ Bút thành văn dùng Đồng dạng cũng không hảo hảo cho nó nghĩ tới tên mới trực tiếp theo xương thú sở thuộc yêu thú liền gọi kiếm sĩ báo. Đương nhiên nó đã từng mãnh liệt kháng nghị qua, cùng hy vọng tiêu giao có thế xưng hô nó lúc đầu danh tự Hồng Mông, lại bị tiêu giao kiên quyết bác bỏ. Không nguyện thỏa hiệp kiếm sĩ báo kiên trì qua nhất một đoạn thời gian rất dài, nhưng về sau theo thời gian trôi qua liền cũng liền tùy theo nàng đi. Thử nghĩ khắp thiên hạ cũng chỉ có một người có thể nói chuyện cùng ngươi, sẽ gọi ngươi, đây còn không phải là nàng kêu cái gì liền chính là cái gì mà ở trong mắt tiêu giao kiếm sĩ báo chính là tràn ngập sắc thái thần bí lại tồn tại nguy hiểm, trừ bỏ chuyện tu luyện, trên cơ bản bọn hắn không phải là cãi nhau chính là cãi nhau, lẫn nhau khó mà sống chung hòa bình. bao quát tiêu giao hỏi nói liên quan tới nó lời nói kia tiên linh phía trên chân tiên chỗ chân tiên giới sự tình được đến đều là không sai biệt lắm qua loa. người bây giờ biết quá sớm đối tu luyện cùng không có cái gì chỗ tốt, các loại cảnh giới đến tự nhiên sẽ biết được cho nên nàng chỉ có thể hỏi một chút tất yếu tin tức, tỉ như phương diện tu luyện. Đang nhìn không đến giới hạn trong hư không, thời gian trôi qua rất nhanh, một năm, hai năm. Đợi đến thứ mười năm, kiếm sĩ báo trước hết nhất mở hai mắt ra, cảm nhận được bên cạnh dị động, tiêu giao cũng từ vận hành chu thiên trung mở mắt ra, đã qua mười năm sau. Ân, lại đến mười năm một lần tiên vũ môn chiêu thu đệ tử thời gian, có người bận biểu hổ răng kiếm một mặt bực bội gật đầu, cái gì cậu thí môn phái chính là điểm này phiền, tính lần bế quan này kết thúc, chúng ta vốn là cũng phải vì 30 năm sau giảng khê cốc mở ra làm chút chuẩn bị. Nói xong nó đối 10 năm trước lưu lại khe hẹp vạch một cái, khe hở khuếch trương đến có thể cung cấp hai người ra vào lớn nhỏ, đánh nơi này lại lại trả lời tiêu giao trong động phủ. Tiêu giao đầu tiên là đem bốn phía dò xét một phen, xác định không người xâm nhập vết tích, yên tâm gật đầu, từ tùy thân trong túi trữ vật xuất ra nhất cái trống không ngọc giản, ghi chép lại chính mình lần này tu luyện tâm đắc. Ghi chép hảo về sau, nàng liền đối với kiếm sĩ báo nói: "Chúng ta đi trước sư phụ kia thông báo một tiếng, muốn tham gia lần này 30 năm sau giảng khê cốc lịch luyện, thuận tiện đi một lần mua bán phường mua vài món đồ, chờ chiêu thu đệ tử kết thúc, ta sẽ một mực bế quan thẳng đến giảng khê cốc khai cốc." Kiếm sĩ báo mí mắt cũng không ngẩn một chút liền cắm vào nàng đang điền tùy ngươi, dù sao là chính ngươi thời gian, chỉ cần ngươi đừng quên chúng ta có thể thời gian tu luyện muốn so người khác ít hơn nhiều liền thành. Ra động phủ, tiêu giao bay thẳng đến chính mình sư phụ chỗ yêu Nguyệt Phong, hạ lạc cửa trước khi vừa vặn trông thấy nhà mình đại sư huynh quách kính thiên. Nàng mỉm cười tiến lên hành lễ, tiêu giao gặp qua đại sư huynh, không biết sư huynh phải chăng mới từ sư phụ chỗ ấy tới, sư phụ lão nhân gia người có thể tại trong động phủ. Quách kính thiên đúng là mới từ sư phụ kia ra tới, nhưng hắn nhìn xem tiêu dao bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy cao lại lông mày, lập tức khôi phục lại bình tĩnh, sư phụ ngay tại cho mấy vị tân tiến môn đệ tử làm quy củ. Tiêu giao nghe được sư phụ vẫn còn tại động phủ liền yên lòng, giảng khê cốc đối với nàng mà nói là chuyện lớn, vẫn là tự mình báo cáo so sánh thỏa đáng, nghĩ đến đây lần nữa đối quách kính thiên nhất cười, nói. Đa tạ sư huynh cáo tri, không biết năm nay sư phụ lại thu nhiều ít mới đồ đệ. Không nhiều lắm, chỉ có ba người, ngươi cũng biết sư phụ xưa nay thà thiếu không ẩu, nếu không phải thượng hạng tư chất, còn hàng cao cấp tính tuyệt đối không thu. Dứt lời hắn còn ý vị thâm trường liếc nhìn nàng một cái. Tiêu giao vẫn như của mặt mỉm cười không thèm để ý chút nào, tiếp tục nói. Không có sư phụ nghiêm ngặt trấn giữ, chúng ta yêu Nguyệt Phong như thế nào lại qua nhiều năm như vậy một mực tại trong môn danh dự vang vọng chính là không biết ba vị đệ tử mới đều là cái gì thuộc tính linh căn. Nhìn thấy tiêu giao tự hồ có chút muốn cùng hắn lãm nhảm việc nhà tư thế, quách kính thiên có vẻ hơi không kiên nhẫn, khoát tay áo nói. Người sư muội này nhìn thấy sư phụ sau tự mình hỏi sư phụ đi, sư huynh còn có chút sự tình muốn đi trước một bước. Tiêu giao hơi ấy nấy nghiêng người nhường hắn, là sư muội nhiều lời, sư huynh đi thông thả. Lục sư muội Mặc dù Quách Kính Thiên cũng không muốn nhiều phản ứng nàng, nhưng xem ở đồng môn tình cảm thượng cuối cùng vẫn là nhịn không được nói. Ta vốn không muốn nhiều lời, nhưng bây giờ vẫn là nghĩ lấy sư huynh thân phận khuyên bảo sư muội, sư phụ ghét nhất môn hạ đệ tử cho chúng ta yêu nguyệt phong bôi đen, lại bị cái khác mấy phong trò cười, có hại mặt mũi. Thứ hai chán ghét chính là môn hạ đệ tử không có ngông nghênh, nịnh nọt, làm việc hèn mọn. Sư muội hai điểm này ngươi nhưng muốn nhớ kỹ. Tiêu giao tiếu dung từ đầu đến cuối chưa từng biến hóa qua, sư muội yên lặng nghe sư huynh dạy bảo, tuyệt đối sẽ không cho sư môn cùng sư phụ bôi đen. Quách kính thiên lông mày càng nhíu chặt mày, còn không có bôi đen a, à, nàng sự tình cơ hồ lão tư cách nhất bối người đều rất rõ ràng, cũng là bọn hắn yêu nguyệt phong duy nhất chỗ bẩn, đến nay nàng cái này một bộ thái độ thờ ơ xem ra tự hồ là chết cũng không hối cãi, rõ ràng sớm đã không có nghịch thiên tư chất, thật không rõ sư phụ vì sao còn không có đem nàng từ trong nội môn xóa tên cung tiễn sư huynh nhìn thấy quách kính thiên nhìn xem chính mình không che giấu chút nào xem thường tiêu dao lần nữa cười cười quách kính thiên thu hồi ánh mắt khinh miệt quay người tế ra chính mình phi hành pháp bảo hóa thành một đạo hồng quan khoa trương mà đi tiêu dao hiếp lại hiếp mắt tiếu dung vẫn treo ở trên mặt sư phụ dạy bảo ra đệ tử mãi mãi cũng là một thân ngông nghênh đã từng nàng cũng ở trong đó chỉ là đến nay. Đi tới yêu nguyệt phong chủ phong đại điện, nàng liền phát hiện nơi đây sắp đặt một đạo cấm chế, chỉ có thể thông qua truyền âm phù. Truyền hảo phù lục, lặng chờ chốc lát, liền nhìn thấy cấm chế biến mất hầu như không còn, có nhân thần thức truyền âm, tiến đến. Đi vào đại điện bên trong, bên trong trừ sư phụ còn có mặt khác ba tấm chưa từng thấy qua tuổi trẻ gương mặt, hai nam một nữ, chắc hẳn chính là sư phụ đệ tử mới chiêu thu. Đệ tử Tiêu Giao gặp qua sư phụ. Tiêu Giao hành lễ. Ân Lữ Bất Quần trên mặt nhìn không ra hỉ nộ, chỉ là nhẹ gật đầu, tìm vi sư chuyện gì? Đệ tử là đến vì giảng khê cốc lịch luyện báo danh, mời sư phụ cho phép. Giảng khê cốc lịch luyện. Nghe tới giảng khê cốc, Lữ Bất Quần ánh mắt khẽ nâng rơi xuống trên người nàng, trầm tư một hồi, vuốt vuốt trâu đẹp hỏi. Rời giảng khê cốc lịch luyện còn có 30 năm thời gian làm sao sớm như vậy liền đến báo danh. Tiêu giao đủ số đáp. Chỉ vì qua một thời gian ngắn đệ tử chuẩn bị bế trường quan, thẳng đến giảng khê cốc khai cốc. Chỉ sợ đến lúc đó không thể kịp thời báo danh ra, đặc biệt sớm tới đây cáo tri sư phụ. Lữ bất quần ánh mắt bình tĩnh nhìn từ trên xuống dưới nàng, cuối cùng mới gật đầu xem như đồng ý nàng lần lịch lãm này, sau đó phất phất tay ra hiệu, vi sư nhớ kỹ ngươi tại ngô trưởng sự kia còn có chút sinh hoạt, đem những này xử lý tốt lại bế quan. Vi sư còn có chút sự tình muốn cùng ngươi mấy cái mới sư đệ sư muội bàn giao, ngươi lui xuống trước đi đi. Đệ tử cáo từ, tại ba vị sư đệ muội ánh mắt tò mò trung, tiêu giao rời khỏi động phủ. Đợi nàng ly khai về sau, sau lưng cấm chế lại tự động khôi phục lại nguyên trạng. Từ khi nàng kim đăng nát về sau, cái này 200 năm đến chính mình cùng sư phụ quan hệ hướng tới lãnh đạm, thậm chí 10 năm 20 năm cũng chưa chắc hội kiến lần trước, ngẫm lại tuổi nhỏ thời điếm, mỗi lần trên việc tu luyện gặp được vấn đề gì, nàng đều sẽ đi tìm sư phụ, đến nay lại là không dùng được. Sư phụ dạy bảo chính mình luôn luôn tận chức tận trách, chưa bao giờ có chênh lệch, đến nay vẫn đứng vững ngoại lực cũng không đem chính mình từ trong nội môn xóa tên. Cho dù biến thành hôm nay dạng này là có không thể kháng cự ngoại giới nhân tố, nhưng nàng cũng không có ý định vì trẻ tuổi vô tri phụ cô phụ sư phụ nổi khổ tâm chính mình giải thích, nàng từ trong lòng cảm thấy mười phần thẹn với ân sư. Đã từng sư phụ đối với mình kỳ vọng không kém phương yển, nhưng khi nàng hai lần trúc cơ thành công trở lại tiên vũ môn lúc, nhân kiếm sĩ báo đặc thù tồn tại, thân phụ lấy cực lớn bí ẩn nhường nàng vĩnh viễn không cách nào đối sư phụ thẳng thắng mọi thứ, trở lại sư môn về sau. Sư phụ ngay lập tức chính là xem xét cùng hỏi thăm chính mình phải chăng có nhận đến khi dễ nhưng chính mình lại chỉ có thể ngoan tâm xa lánh, khi thấy sư phụ trong hai mắt toát ra quan tâm tại chính mình ngày qua ngày. Xa lánh hạ dần dần chuyển biến làm thất vọng cùng lãnh đạm, cho dù làm tốt vạn toàn chuẩn bị tâm lý, ngực vẫn là không nhịn được một trận thích chặt khó chịu gấp. Nhớ lại tiền đồ chuyện của nhường tiêu giao bé không thể nghe nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lúc này mới ly khai yêu Nguyệt Phong. Lúc này kiếm sĩ báo đã ngủ một giấc, còn buồn ngủ tại nàng cổ áo thò đầu ra hỏi hiện tại chúng ta muốn đi đâu? Cho đệ tử mới phân phối nhiệm vụ. Tiêu giao lắc đầu, lại đem nó thần ra đại não cho nhét trả lời vạt áo, chúng ta đi trước mua bán phường. Cắm vào phiếu tên sách tác giả có lời muốn nói. Sửa chữa. Chương 8. Thị phường. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Ra tiên vũ môn, tìm cái yên lặng địa phương, tiêu giao thu hồi bên hông tiên vũ môn nội môn đệ tử lệnh bài, biến ảo thân quần áo, lúc này mới ngự kiếm hướng Tây Nam bay đi. Nàng cũng không có gần đây đi bổn môn chỗ sáng lập đại hình thị phường, mà là lựa chọn ở ly vạn hoa sơn mấy ngàn dặm vĩnh châu ngoại ô, nơi đó có cái người tu tiên loại nhỏ thị phường, tuy rằng cái này thị phường cũng không có rất lớn quy mô, nhưng cũng là cái gì cần có đều có. Tiêu giao cảm thấy hứng thú chính là nơi đó tại thượng của thời điểm từng là một cái nổi danh tu tiên môn phái căn cơ nơi, có lưu không ít thượng cổ đại năng giả sở biên một ít tâm đắc lĩnh hội thư tịch. Ở tu giả thị phường nội, bình thường phàm nhân dùng tiền tệ, vàng bạc đều là không thể lưu thông, tu tiên giới trung chỉ dùng ẩn chứa có linh khí linh thạch làm lưu thông tiền. Giống nhau hạ phẩm linh thạch cùng trung phẩm linh thạch tương đối thường thấy, tới rồi thượng phẩm linh thạch cơ bản chỉ có cảnh giới đạt tới nguyên anh kỳ lúc sau đại năng giả mới có thể sử dụng khá nhiều, về phần cực phẩm linh thạch đại khái toàn bộ thái cực giới cũng chưa từng có thể gặp qua đi phần lớn môn phái bên trong linh thạch phân phối đều là căn cứ trong môn đệ tử vì môn phái làm cống hiến đến phái phân giống nhau sẽ ưu tiên phân cho tư chất hảo có tiềm lực ưu tú đệ tử kế tiếp mới là bình thường nội môn đệ tử cuối cùng mới là ngoại môn đệ tử giống tiên vũ môn quy định thông thường biểu hiện xuất sắc những cái đó môn phái nội xếp hạng dựa trên trúc cơ kỳ đệ tử một tháng có thể phân đến năm khối trung phẩm linh thạch bình thường đệ tử còn lại là tam khối, mà ngoại môn đệ tử chỉ có thể phân đến 6 khối hạ phẩm linh thạch. Nếu là bình thường ở môn phái trung tu luyện đảo cũng được, dù sao địa phương môn phái sẽ cung cấp, công pháp cùng pháp thuật có thể ở môn phái nội dựa vào môn phái cống hiến điểm mượn độc, nhưng ra đến bên ngoài, môn phái phân cho này đó linh thạch tắt xa xa không đủ, những cái đó đang dược, pháp bảo, công pháp loại nào không phải yêu cầu linh thạch, phẩm cấp càng cao càng là rao giá trên trời, cho nên trừ bỏ nhất trung tâm vài tên đệ tử, rất nhiều đồng môn đều sẽ ở môn phái hoặc là bên. Ngoài tìm chút có thể kiếm linh thạch phương pháp. Năng lực cường giả có thể dựa cướp đoạt nhược giả tài nguyên, có nhất nghệ tinh giả, đặc biệt là luyện đan, luyện khí này đó tông sư có thể tay dựa nghệ ăn cơm, trừ này đó ra vô luận loại nào phương pháp kiếm lấy linh thạch đều là thập phần khó khăn. Linh khí không đủ, linh thạch cất giữ lượng giảm mạnh là dẫn đến những điều này căn bản, hiện giờ tu tiên thế giới sớm đã không phải thượng cổ thời điểm như vậy nội liễm ôn hòa chỉ cầu một cái thanh tu nó càng thiên hướng với phô trương ra ngoài mỗi người tự hiện thần thông làm hết năng lực cá lớn nuốt cá bé giữa đường chỉ có thể nói hiện tại là cái táo bạo tu tiên kỷ nguyên tu luyện vật phẩm không đủ khiến tài nguyên cướp đoạt chiến là càng ngày càng nghiêm trọng từ môn phái đến tu giả đều là thừa hành cường quyền nguyên tắc giúp người đoạt bảo việt ở các môn phái nội tuy rằng cấm nhưng ở bên ngoài thế giới lại nhiều lần thấy khó chịu. Môn phái càng là cổ vũ đệ tử cùng khác bè phái chi gian quy mô nhỏ chém giết cùng đoạt lấy, Mỹ kỳ danh rằng. Thế ngoại lịch luyện. Môn phái cùng môn phái gian đỏ sức cùng ganh đua càng là nhiều không kể xiết. Nhưng những này đó đạo lý đều là tiêu giao từng vì môn phái trong mong thời điểm lúc căn bản nhìn không tới đồ vật, khi đó nàng bất quá là bị sư phụ bảo hộ rất khá mảnh mai đoá hoa, không hỏi thế sự, sở quan tâm chỉ có tu vi tinh tiến chưa từng có qua hiện tại như vậy tầm mắt. Có người nói chỉ có ở vào thế giới này tầng chót nhất khi người mới có thể nhìn thấu triệt, cho nên hiện giờ tiêu dao nhỏ yếu bần cùng, nàng trong túi trữ vật chỉ có số lượng ít đến đáng thương một ít hạ phẩm linh thạch, còn có một kiện cũng là duy nhất một kiện pháp bảo, còn lại không gian đều là trống rỗng. May mà nàng cũng không như thế nào tiêu hao linh thạch, bởi vì không thể hấp thu bên trong linh khí, cũng không cần hồi phục pháp lực đang dược cùng linh thảo đối nàng không hề tác dụng, cũng không cần mua công pháp, có thể bớt rất nhiều. Liền tính như thế, đương nàng nhìn đến một ít thực dụng pháp bảo cũng vẫn là xấu hổ vì ví tiền rỗng tết, dẫn đến này 200 năm thời gian chưa bao giờ mua quá một kiện pháp bảo, trước kia từng có cơ hồ đều tại lớn lớn bé bé trong chiến đấu hao tổn hầu như không còn. Duy nhất còn lại phi kiếm, thanh phong, là chính mình kết đang thành công sau sư phụ đưa cùng chính mình một kiện trung phẩm bảo khí. Pháp bảo pháp thuật mua không nổi, công pháp cũng vô dụng, chỉ có thượng cổ đại năng nhóm một ít tâm đắc ngọc giảng có thể làm chính mình được lợi không ít, đối nói tổng có thể có càng gần một bước hiểu được. Ngự không phi hành không đến một canh giờ, tiêu giao đi vào Vĩnh Châu Ngoại ô một mảnh đất hoang chỗ, ngừng đến một không thu hút gò đất trước, ở bình thường phàm nhân trước mắt này bất quá chính là cái bình thường đất hoang, bình thường đóng đất, nhưng kỳ thật này đó là thị phường lối vào chẳng qua bị làm một ít đơn giản thủ thuật che mắt cùng cấm chế, phàm nhân liền tính tới gần cũng sẽ bị mê hoặc, sẽ không vào nhầm, chỉ có người tu tiên mới có thể phát hiện. Chỉ thấy tiêu dao không chút do dự hướng gò đất đi đến, ở thông qua một tầng mỏng như không khí bình chướng sau, trước mắt liền xuất hiện một tòa thành, thông qua cao lớn cửa thành, náo nhiệt thị phường liền hiện ra ở tiêu dao trước mắt, thực tự nhiên nàng bước nhanh dung nhập trong đám người tu sĩ thị phường lúc ban đầu là vì tu giả nhóm cho nhau trao đổi vật phẩm mà tồn tại theo lịch sử phát triển thị phường không ngừng lớn mạnh trao đổi chỉ là chiếm trong đó một bộ phận nhỏ hiện giờ thái cổ trên đại lục sở hữu thị phường đều lấy hình thành thành tựu lấy các đại cửa hàng là chủ trường kỳ đóng quân thị phường sau đó hấp dẫn một đám lưu động tính tu sĩ buôn bán hoặc trao đổi một ít vật phẩm đương nhiên quan trọng nhất nhất hấp dẫn nhân vẫn là thị phường nội đấu giá hội bởi vì giống như hy hữu hoặc là cực phẩm bảo vật linh dược đều sẽ không trực tiếp ở thị trường thượng buôn bán tất cả đều là thông qua nhà đấu giá bán đấu giá ai ra giá cao thì được cho nên muốn muốn mua thứ tốt tất nhiên muốn tham gia đấu giá hội đây cũng là bất luận cái gì một cái thị phường tiết mục cuối cùng thị phường quy mô cùng thanh danh chính là xem này xuất hiện bán đấu giá vật hy hữu trình độ có bao nhiêu cao càng nhiều hy hữu cực phẩm bảo vật cái này thị phường liền càng có thể hấp dẫn càng nhiều có thế chi sĩ. Thông thường đấu giá hội cũng là phân các loại cấp bậc, tỉ như trúc cơ kỳ có trúc cơ kỳ đấu giá hội, kim đan kỳ có kim đan kỳ đấu giá hội, như thế loại suy. Phần lớn là không thể vượt cùng bậc tham gia đấu giá hội, nhưng vẫn là có một bộ phận trường hợp đặc biệt, tỉ như một ít thân phận bối cảnh tương đối hùng hậu con em đại gia tức thì có thể thông qua đặc thù thông đạo tiến vào. Tiêu giao không có tiền tự nhiên sẽ không đi tham gia cái gì đấu giá hội nàng chủ yếu chính là ở thị phường bên trên này đó lưu động tu sĩ quầy hàng thượng đào đào xem có thể hay không đào đến tốt hơn đồ vật nàng theo dòng người ở các quầy hàng thượng xuyên qua bên tai tiếng trao hàng xin chỉ giáo trả giá thanh nối liền không dứt có chút quầy hàng chỉ cần nàng thoáng tới gần quán chủ liền sẽ phi thường nhiệt tình hướng nàng đề cử chính mình quầy hàng thượng vật phẩm nhìn xem những cái đó kỳ kỳ quái quái công pháp cùng với linh dược Tiêu giao luôn là lắc đầu cười mà qua, liền tính không mua, nàng cũng thực hưởng thụ ở thị phường trung đi dạo, nghe này đó rao hàng thanh, nhìn các loại muôn hình muôn vẻ người tu tiên nhóm. Đi tới đi tới, bỗng nhiên nghe được cách đó không xa có người ở rao hàng. Mau đến xem, trừ bỏ các loại cực phẩm công pháp, pháp thuật, luyện đan thuật, bùa chú cơ sở, trận pháp, bổn tiệm còn bán ra các loại đại năng tu tiên tâm đắc, cùng với xuất từ danh gia tay tùy bút truyện ký, nói không chừng còn có thể ngộ đạo, đi ngang qua dạo ngang qua các vị đạo hữu nhưng ngàn vạn không cần bỏ lỡ. Nghe được có tu sĩ tâm đắc tùy bút, tiêu giao tức khách cảm thấy hứng thú lại gần qua đi. Chỉ thấy kia một chỗ quầy hàng chiếm không nhỏ một khối địa phương, quầy hàng thượng đôi tràn đầy đều là ngọc giản cùng một ít số ít giấy chế thư tịch hoặc là yêu thú gia, quán chủ là vị tóc xám trắng trên 50 lão đạo, bất quá là trúc cơ sơ kỳ tu vi, trên mặt bắt mắt nhất chính là kia hồng toàn bộ hèm rượu mũi, ăn mặc to rộng đạo bào, bởi vì đạo bào cũng là màu xám, mặt trên còn lây dính không biết gì đó vết bẩn, nhìn qua có chút lôi thôi lết thích. Mắt thấy có người tới gần, lão đạo vội đôi khởi tươi cười nói. Vị đạo hữu này, có cái gì yêu cầu, ta nơi này tuy rằng không dám nói là toàn bộ thái cổ đại lục nhất đầy đủ hết thư quán, nhưng tuyệt đối là cái này thị phường nhất đầy đủ hết, liền tính là nơi này đại cửa hàng cũng so ra kém ta nơi này thư tề, thỉnh đạo hữu tùy tiện chọn. Tác giả có lời muốn nói. Ngạch, ta đang cố gắng vỗ béo, cho tới hôm nay tồn cảo trương tồn lượng tuyên bố khô kiệt, bất quá mổ bạch vẫn là sẽ kiên trì nhật càng, trước nói một chút, ngày Tết ông Táo đêm ngày đó nào đó lấy không về nhà ăn Tết, ngày đó là không có cách nào đổi mới, 30 Tết đại khái sẽ có canh một tiếp xuống lần đầu tiên, mùng 2, lớp 10, liền muốn chạy thân thích chúc Tết thực sự không có thời gian, đằng sau mấy ngày sẽ khôi phục bình thường đổi mới giọt, thân môn hẳn là có thể lý giải A. À. Chương 9 Tầm Đạo Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Tiêu giao tùy tay cầm lấy quầy hàng thượng một cái ngọc giảng dáng ở trên trán dùng thần thức xem xét, phàm là dùng để giao dịch cùng buôn bán ngọc giảng đều sẽ bị quán chủ đặt hạ cấm chế, chỉ có thể xem một bộ phận nội dung, chờ thanh toán linh thạch mua sau, người bán mới có thể giải trừ cấm chế, này đó ngọc giảng mới chân chính thuộc về ngươi, rốt cuộc người tu tiên cơ hồ đều là đã gặp qua là không quên được, nếu thật sự đều bị người xem hoàn toàn bộ, khi sinh ý cũng không cần làm. Vừa rồi nghe đạo hữu nói nơi này có bán tu tiên tâm đắc cập tùy bút truyện ký, xin hỏi nơi này này đó là. Tiêu giao buông trong tay ngọc giảng, tiếp tục cầm lấy một cái khác xem xét, tùy ý hỏi kia lão đạo. Nhìn thấy chính mình quầy hàng nhất lên sinh ý, lão đạo không quên thổi phòng chính mình hàng hóa, một khuôn mặt cười thành hoa, liền kia hồng hồng hèm rượu mũi cũng thành lượng lượng, dùng ngón tay quầy hàng nhất bên trái một khối địa phương hồi nàng nói. Hắc, vị đạo hữu này ngươi thật đúng là thật tinh mắt, phóng nhãn toàn bộ thị phường bán này đó thật đúng là không có mấy người, đương nhiên những cái đó đại cửa hàng khẳng định là có, nhưng là quý A, hơn nữa nói không chừng còn không có ta nơi này hảo, tới tới, đạo hữu ngươi xem. Bên này tất cả đều là Tiêu giao vừa nghe cảm thấy cái này lão đạo rất có ý tứ, chỉ là cười cười gật đầu tỏ vẻ biết, sau đó cầm lấy lão đạo chỉ địa phương ngọc giảng một đám chậm rãi xem khởi. Lão đạo vừa thấy nghe hắn như vậy thổi phòng vẫn là chưa có chạy, trong mắt vừa chuyển trong lòng biết có hy vọng, vội nhiệt tình tỏ vẻ nói. Đạo hữu, giống ngươi như vậy tới ta quầy hàng tìm tâm đắc tùy bút kỳ thật còn không ít, bọn họ mỗi lần tới đều là vừa lòng mà về, ta dám vỗ bộ ngực bảo đảm nhiều như vậy khoản thư trung tổng hội có một quyển thích hợp ngài, muốn ta cấp đạo hữu giới thiệu giới thiệu sao? Nhìn nhìn chồng chất thật sự cao ngọc giảng, tiêu giao cũng cảm thấy chính mình một đám tìm kiếm không phải cái biện pháp, toại gật đầu. Hảo, còn làm phiền đạo hữu vì ta giới thiệu một chút nơi này có này đó tương đối nổi danh đại năng tâm đắc tùy bút. Cái này lão đạo trong mắt tinh quang chợt lóe, vội đến kia đôi trong ngọc giảng phiên lên, một lát từ giữa lấy ra một cái đưa cho Tiêu Giao, gần nhất cái này bán rất khá, tuy rằng còn không có toàn bộ, nhưng là đã ra hoàn chỉnh thượng bộ, Đường Kim tu tiên giới nhất nổi danh tu giả chi nhất Vạn Thọ đạo nhân sở. Vạn Thọ đạo nhân. Tiêu Giao hơi giật mình, chính mình nơi Tiên Vũ môn cũng coi như là thái cổ đại lục đệ nhất tu tiên đại phái, môn phái tin tức tuyệt không bế tắc, vì sao chưa từng nghe qua như vậy một vị danh dương thiên hạ tu tiên đại năng? hơn nữa chính mình cũng chưa bao giờ nghe qua tâm đắc thể hội còn phân trên dưới hai bộ không phải chính là đối nói lĩnh ngộ kinh nghiệm sao còn phân trên dưới bộ nàng có chút nghi hoặc đem ngọc giảng gần sát cái trán đọc lên nửa ngày tiêu dao đem ngọc giảng buông biểu tình quá dị nhìn lão đạo thấy tiêu dao nhìn chính mình lão đạo cười tủm tỉm có chút thần bí hề hề nói như thế nào có phải hay không cảm xúc rất lớn a à? hận không thể lập tức mua qua lại đi hảo hảo nghiên cứu tốt nhất hạ bộ cũng lập tức ra tới. Tiêu giao dở khóc dở cười, bất đắc dĩ hồi chi. Đạo hữu, này không phải đại năng tâm đắc thể hội đi, thấy thế nào đều như là tiểu thuyết chi lưu. Lão đạo vội lắc đầu, có chút ngươi quá không biết nhìn hàng biểu tình. Này như thế nào không phải tâm đắc thể hội, này không đều là vạn thọ đạo nhân ở tu tiên giới được đến hiểu được mới viết ra tới sao, đến nỗi đại năng, hắn đúng vậy, chúng ta Vĩnh Châu Thị Phường, thậm chí tu tiên giới thư cục, ai không biết hắn, này bộ uyển nhân di tu tiên truyện chính là mới nhất thượng giá, vài lần đều đoạt đoạn hóa, đạo hữu nếu là không tin, chờ đến buổi chiều lại qua đây này một ngọc giảng tuyệt đối đã bán đi. Tiêu giao vô ngữ ngưng nuốt, vội xua xua tay nói. Đạo hữu đại khái hiểu lầm ta ý tứ, ta muốn cũng không phải loại này tâm đắc. Khi cái này như thế nào, lão đạo lại nắm lên một cái lại một cái ngọc giản nhét vào tiêu dao trong tay, đạo hữu nếu không thích như vậy thanh đạm, có thể đổi tình tiết tương đối trọng một chút. Tỷ như này bộ nghịch thiên, ngàn mặt đạo nhân sở, còn có này bộ ma vực. Ở lão đạo nóng trực ánh mắt nhìn chăm chú hạ, tiêu dao cũng ngượng ngùng không xem, chỉ phải cố mà làm chọn mấy cái ngọc giản đọc vài đoạn, sau đó vẫn là lắc đầu những sách này bên trong nói viết cũng không có đối với thiên địa tu tiên cùng nhân sinh cảm ngộ, mà là từng cái phản phất giống như thiên thần tu tiên giả, tại tu tiên giới hô phong hoáng vũ, cái gì tốt nhất công pháp, tốt nhất pháp bảo, kết xù tiền tài toàn diện đều là hắn một người, người khác vĩnh viễn gia hại hắn cũng sẽ không thành công, mà hắn muốn tính kế người khác dễ như trở bàn tay, trong sách nam nhân mãi mãi cũng là một cái biểu lộ, chính là không có biểu lộ. Tư chất bình thường hết lần này tới lần khác lại cái gì đều tinh thông, 10 cái bên trong viết 9 cái đều sẽ luyện đan, còn có một cái thẳng có thể hấp thu linh dược, tựa như luyện đan tựa như ăn đại bánh đồng dạng đơn giản, phù lục, trận pháp, đồng dạng đều thông, tất cả nữ tu luôn luôn bắt đầu chướng mắt bọn hắn, cuối cùng biết hắn vạn năng thần thông, một bộ oán phụ thêm độc phụ trong lòng thổ lộ hối hận sau đều nghĩa vô phản cố ám hứa phương tâm nhất làm cho người chịu không nổi là bọn hắn cả đám đều gào thét muốn nghịch thiên mà đi, phản kháng thế gian quy tắc, rõ ràng đều là mình trêu chọc tai họa, làm sao đều do thượng thiên đạo. Tiêu giao thấy thật sự là đau đầu, bận biểu ngăn trở lão đạo còn nghĩ tiếp tục cho mình nhét ngọc giảng tay. Ta minh bạch lạp. Nhìn đến tiêu giao đối này đó đều không có hứng thú, lão đạo bỗng nhiên la lên một tiếng, một bộ bừng tỉnh bộ dáng, cười đến miệng đều sao không hợp lại nói xem ta này trí nhớ, đạo hữu là nữ tu, đối này đó không quá cảm thấy hứng thú cũng là đương nhiên, này đó tùy bút truyện ký cũng có nữ tu thích xem, nhưng rốt cuộc số lượng không nhiều lắm, tới tới này đó nhất định bao đạo hữu thích. Dứt lời, hắn lại cầm lấy mấy cái ngọc giản nhét vào tiêu dao trong tay, đạo hữu, thỉnh chậm rãi chọn. Tiêu dao dùng không quá tín nhiệm ánh mắt nhìn trong tay ngọc giản, lại đọc lên, lần này đọc càng nhanh, không đến một hồi. Nàng cầm trong tay ngọc giảng thả lại, thở dài nói. Đa tại đề cử, ta còn là chính mình chọn đi. Lần này cấp đồng dạng không phải bất luận cái gì ngộ đạo, đương nhiên cũng đã không có một đám phản phất giống như thiên địa bám vào người nam tu, có chỉ là một đám bình phàm nữ tu, nhưng để cho nàng tưởng không rõ chính là, vì sao thư trung nhiều như vậy đại năng giả đều có thể liếc mắt một cái từ mênh mang chúng tu nhìn thấy hoặc là chú ý như vậy cái bình phàm tư chất thấp hèn nữ tu đâu sau đó nghĩa vô phản cố chẳng sợ phế tu vi, muốn luân hồi đều cam tâm tình nguyện kiên định bất di thâm ái. Như vậy một vị nữ tu. Mắt thấy tiêu giao đối chính mình đề cử ngọc giảng đều không có hứng thú, lão đạo hứng thú cũng bị tiêu ma không ít, hắn thậm chí cảm thấy người này là tới cấp chính mình nang kham, dù sao hắn đề cử đều là đương thời được hoa nghênh nhất thư. Như thế nghĩ đối tiêu giao cũng trở nên có chút xa cách, vừa lúc lúc này lại có một vị tu giả đến hắn quán trước, liền đi tiếp đón vị khách nhân này thiếu lão đạo ở bên tai lại nhảy, tiêu giao cũng thanh tịnh rất nhiều, nàng đầu tiên là thô sơ giảng lược đem sở hữu ngọc giản đều xem một lần, cũng không có phát hiện cái gì hữu dụng đồ vật, sau đó lại phiên những cái đó giấy thư cùng gia thú. Liền ở nàng phiên biến sở hữu thư quán thượng vật phẩm cảm thấy phải thất vọng mà về khi, đôi mắt thoáng nhìn ở quầy hàng phía dưới có quyển sách tựa hồ bị lão đạo lấy tới lóc quán chân, nàng nhẹ nhàng rút ra, nhìn đến văn bản thượng viết năm cái cứng cáp hữu lực của thể chữ to, dòng nhân vọng ngữ lục. Chương 10 Đạo Tâm Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Tiêu giao mở ra thư đệ nhất trang, mặt trên chỉ viết một câu lời mở đầu. Thiên mệnh chi vị tính, xuất tính chi vị đạo, tu đạo chi vị giáo, đạo và người, không thể dây lát tách rời, nếu cách, thì không phải đạo còn tưởng lại sau này lật xem khi lại phát hiện mặt sau trang số toàn bộ đều bị hồng sát cấp phong bế, tự nhiên này khẳng định là kia lão đạo cấp phong, tưởng tượng đến liền như vậy bổn lót chân thư đều như vậy bảo mật, nàng không khỏi bật cười này lão đạo sĩ thật sự là quá tham tiền, chỉ phải gọi kia lão đạo. Đạo hữu, quyển sách này bán thế nào? Lão đạo nghe nói nàng kêu to, thăm quá mức tới nhìn nhìn trên tay nàng sách vỡ, thoáng chốc sắc mặt trầm xuống dưới, vị đạo hữu này chính là ý định đến ta quầy hàng đi lên tiêu khiển. Tuyển nửa ngày chính là này bổn. Lúc này lão đạo càng xác định trước mắt vị này chính là tới tìm hắn đen đuổi, nói chuyện mang theo thứ nhi, phóng hảo hảo ngọc giảng không mua, một hai phải mua hắn dùng để lót chân bàn phá thư, còn không phải tới tiêu khiển hắn, cũng may hắn sở hữu vật phẩm đều làm độc nhất vô nhị ấn ký, phi mua vô pháp xem toàn. Tiêu giao vừa nghe biết này lão đạo hiểu lầm chính mình, vội cười đến thành thẩn giải thích nói: đạo hữu ngươi hiểu lầm, ta cũng không phải tới nơi này quấy rối, là thật sự thực thành tâm tưởng mua quyển sách này. ngươi nói cái giá đi. lão đạo dùng bất thiện ánh mắt trên dưới đánh giá nàng một phen, thấy tiêu giao bất quá cũng là chút cơ hậu kỳ tu vi, cũng coi như ở vào cùng cảnh giới tu sĩ, lại xem nàng quần áo một mạc mặt, mặt mang tươi cười, giống như nhà bên thiếu nữ, không có nửa điểm nạo khí phỏng chừng cũng không phải cái gì có bối cảnh gia tiểu thư, nghĩ như vậy, khẩu khí cũng liền lãnh ngạnh xuống dưới. Quyển sách này không bán, là tặng phẩm. Tặng phẩm. Tiêu giao nhìn đến lão đạo khinh miệt ánh mắt, trong lòng tức khắc hiểu rõ, xem ra chính mình có chút chọc bực này lão đạo. Vì thế nàng làm bộ bừng tỉnh nói. Nói vậy quyển sách này chính là mua vừa rồi kêu uyển nhân mi tu tiên truyện tặng phẩm đi, ta tưởng cũng là chỉ có như vậy nổi danh thư mới có thể kèm theo thư có tặng phẩm chỉ tiếc quyển sách này cùng ta đạo một trời một vực nhưng cũng không ngại hại đem nó mua tặng cùng mặt khác càng có yêu cầu người như vậy đi đạo hữu này bổn miễn nhân mi tu tiên truyện nhiều ít linh thạch ta mua nhưng ta chỉ cần này bổn tặng phẩm liền có thể ngọc giảng sẽ để lại cho đạo hữu làm chủ đưa cùng mặt khác có nhu cầu người như thế nào nghe nàng nói như thế nói lão đạo sắc mặt hoảng hoảng không khỏi lại nhiều xem nàng vài lần, hiện giờ này tu tiên giới trung, quả ngươi có bối cảnh không bối cảnh, có thực lực không thực lực, đụng tới mạnh hơn chính mình liền nịnh hóc nịnh bợ, nhược quá chính mình tắt đều là đôi mắt trường đến đỉnh đầu thượng thái độ kinh mạng cũng không thèm nhìn tới một chút, trước mắt cái này nữ tu nhưng thật ra có chút ngoại lệ. Người khác đều cấp xuống đài giới, huống hồ cảnh giới còn so với chính mình cao, lão đạo cũng liền không hề so đo làm bộ làm tịch ho khang hai tiếng. A à hừ, ngươi cho ta lão đạo là ham món lợi nhỏ người sao, làm buôn bán muốn giảng thành tính bán cho ngươi chính là của ngươi, muốn đưa người muốn ném đều là chuyện của ngươi, ba viên hạ phẩm linh thạch đem đi đi. Xem hắn dường như hào phóng vung tay áo tử, tiêu dao đốn giác thịt đau, như vậy cái đối nàng tới nói hình cùng rác rưỡi ngọc giảng thế nhưng muốn ba viên hạ phẩm linh thạch, quả thực chính là làm tiền A. Ngạch, đạo hữu, xin hỏi này thật là thị trường. Lão đạo nhíu mày, tự nhiên, Ta còn sẽ hố ngươi sao? Không tin ngươi tại đây thì phường trung chuyển một vòng nhìn xem. Nếu là ta giá cả so người khác cao tùy thời hoan nên ngươi tới lui hàng. Nếu hắn đều nói được như thế khẳng định, tiêu giao cũng không hảo nói nhiều. Rốt cuộc kia quyển sách nàng là thật sự muốn, chỉ phải từ gầy không thể lại gầy trong túi trữ vật móc ra ba viên hạ phẩm linh thạch cấp lão đạo. Nhìn thấy linh thạch, lão đạo cuối cùng lại khôi phục lúc mới bắt đầu kia đầy mặt hồng quang tươi cười, hắc hắc đạo hữu quả nhiên là cái biết hàng người a à, ta liền nói đạo hữu tuyệt đối sẽ vừa lòng mà về tới tới ta giúp ngươi đem hai cái cấm chế đều cởi bỏ đúng lúc này lại nổi danh tuổi trẻ nam tử đi đến lão đạo quầy hàng trước hỏi hoàng đạo hữu gần nhất có cái gì tân ngọc giảng lão đạo thuận tay một ngón tay nguyên lai là trần đạo hữu đều lão khách hàng tất cả tại bên kia trước mặt nhìn một cái ta kết này đơn liền tới đây dứt lời hắn đem cởi bỏ cấm chế ngọc giản cùng thư đưa cho Tiêu Giao hạ giọng nói. Nhìn đến vị này Trần Đạo hữu không, hắn chính là nhìn này những tâm đắc thể hội sau đó ngộ đạo lạp, từ luyện khí 4 tầng tới rồi luyện khí tầng 5, hiện giờ càng là luyện được một bộ nội liễm biểu tình. Tiêu Giao sững sốt, ánh mắt rơi xuống tên kia tuổi trẻ nam tử trên người, hắn giờ phút này đang ở nghiêm túc chọn lựa ngọc giản, mặt vô biểu tình. Cảm giác được Tiêu Giao ánh mắt, Nam tử ngẩng đầu liếc nàng liếc mắt một cái, khẽ gật đầu ý bảo, sau đó lại cúi đầu chọn hắn ngọc giảng, cuối cùng trả tiền rời đi khi còn bị chính mình áo dài cấp vướng một chút. Hắn banh khuôn mặt, nỗ lực khắc chế chính mình biểu tình, chính là xấu hổ đỏ ửng vẫn là che kín hắn gương mặt, cuối cùng hắn tả hữu nhìn nhìn tựa hồ không có người ở chú ý hắn, lúc này mới nện bước không xong rời đi. Tiêu giao nhìn kia giả vờ trấn định rời đi bối cảnh, bất đắc dĩ cười, hướng về trái ngược hướng rời đi. Tu sĩ tu đạo, không ngừng muốn tu công pháp, càng muốn tu đạo tâm, cả hai không thể thiếu một. Công pháp pháp thuật có thể đồng tu một loại, mà đạo tâm lại là độc nhất vô nhị, không có bất luận kẻ nào nói sẽ là tương đồng, tự như xem bất đồng thư được đến bất đồng hiểu được giống nhau. Tu đạo tâm đó là đối thế gian hết thảy hiểu được, này chỉ có thể dựa vào chính mình một chút một chút đi nhìn lại lãnh hội, tìm kiếm cơ duyên ngộ đạo, không hề lối tắt nhìn vừa rồi kia tuổi trẻ nam tử mỗi tiếng nói cử động phản phất đều là từ thư trung phục chế xuống dưới, cứng đờ mà mất tự nhiên biểu tình, tiêu giao phản phất thấy được năm ấy trở thành sư phụ đệ tử chính mình, bắt chước người khác kiêu ngạo ngẩng đầu, một bước một ánh mắt đều bắt chước người khác ở thị phường trung chuyển vài vòng, tiêu giao lại chạy mấy cái quầy hàng, đối lập một chút giá cả, phát hiện lão đạo cũng không có nâng lên giá cả, theo sau nàng lại đến đại cửa hàng cửa hàng. Trong được một hồi, phát hiện này đó đại cửa hàng đồ vật vẫn là tương đối toàn diện, cũng có rất nhiều lập tức đại năng sở tâm đắc thể hội, chỉ là giá cả làm tiêu giao chỉ có thể vọng mà lui bước. Tới rồi giờ thân, trừ bỏ kia bổn, dòng nhân vọng ngữ lục, nàng không còn có khác thu hoạch. Căn cứ hy vọng cuối cùng ở thị phường trung lại đi dạo một vòng, còn nhìn đến mặt khác mặt vô biểu tình tu sĩ, hoặc nhiều hoặc ít mang theo chút cố tình, không thể không nói này đó cái gọi là đại năng ngọc giảng ở trong tu tiên giới xác thật có nhất định thị trường nhưng giới hạn trong một ít cảnh giới sao thấp hoặc là nhân tư chất hoặc là đại nạn buông xuống cao hơn một tầng cảnh giới vô vọng tu sĩ thấy truyền lưu mà có năng lực hoặc là đại môn phái gia tộc đệ tử lại là đối này khinh thường nhìn lại kết quả cuối cùng là làm cho một ít cơ sở luyện đan luyện khí bùa chú ngọc giảng giá cả điên trướng làm người than thở mắt thấy sắc trời không còn sớm tiêu giao tính toán ở gần đây trà phường trung nghỉ ngơi một hồi sau đó phản hồi tiên vũ môn